tự, ba chữ đó phổ hiện tự. Tiếng Phạn hồi xưa kêu là Samanta Baha Vihara. Samanta Baha tức là phổ hiện, Vihara là cái chùa tự. Thì là một cái danh hiệu của một vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát, một vị Đại Bồ Tát, coi như là ra đời để độ chúng sanh. Với 10 cái hạnh nguyện rộng lớn, tu là thập đại hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Ở đây có lẽ quý vị đều thuộc lòng hết. Và hôm nay ở trong thời pháp này, Thầy muốn giảng về cái ý nghĩa sự lý dung thông về 10 cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Để quý vị rõ, quý vị đi đến chùa Phổ Hiền thì đương nhiên là phải thấm nhuần về cái hạnh nguyện. Để làm chi? Để mình tu tiến. Nghĩa là mỗi thời gian coi như là tiến triển luôn luôn. À, thì ở đây quý vị theo thầy nghĩ là điều là hầu hết là đã thuộc lòng hết, nhưng mà thuộc lòng chỉ qua văn tự. Hôm nay thầy giảng, thầy muốn giảng về chẳng những là cái ý nghĩa mà về cái lý của đại nguyện nữa. Dĩ nhiên là cái sự đại nguyện có thể quý vị đọc và quý vị hiểu, nhưng mà về cái lý đại nguyện mình phải hiểu. Bởi vì ở trong đạo Phật á, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ việc trong cho đến việc ngoài của đạo Phật, của Phật sự, là điều nó nằm phải có kêu là sự lý cho nó viên dung mới phương thành Phật đạo. Có nhiều khi chúng ta chỉ hiểu qua cái sự mà chúng ta không hiểu được cái lý cũng không được. Mà có nhiều người chỉ biết qua cái lý nhưng mà không hành sự cũng không được. Cho nên sự lý nó phải dung thông, lúc nào cũng vậy hết. Quý vị nên nhớ kỹ. Thì 10 đại hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền là như quý vị nhớ đây ha, tức là nhất giả lễ kính chư Phật, không? Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả, nhớ không, quản tu cúng dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả thường tùy Phật học. Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Thập giả phổ giai hồi hương. Quý nhớ đọc thuộc hết, nhưng mà đó mới cái chữ thôi. Bây giờ quý vị phải hiểu cái nghĩa và phải hiểu cái lý. Thì khi mà chúng ta, bởi vì thường thường mình tụng kinh á, thiệt là cái chánh yếu á, là làm sao phải hiểu cho được cái lý. Nếu mà quý vị tụng mà không hiểu lý thì khó mà thâm nhập kinh tạng lắm. Mà không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ mình không bao giờ như hải được. Nhớ kỹ cái điểm đó. Vì vậy cho nên ở trong đạo có cái câu kêu là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Cái người mà đọc tụng kinh á, phải hiểu cái nghĩa lý của Phật coi như là chỉ dạy lý. Thì mà nói tới lý thì khó, chứ không phải dễ đâu. Vì vậy cho nên quý vị phải thanh tịnh tâm để gắn nghe thì mới thâm nhập kinh tạng được. Chứ nếu mà chúng ta nghe pháp mà không có kêu là hết lòng mà lấy cái tánh nghe, cái Phật tánh nghe của mình đó mà nghe thì nó mới lợi lạc. Còn nếu mà mình chỉ nghe qua ở chỗ biết cái gì sơ để mà hành thì lợi lạc nhưng mà ít lắm.
cái đó chỉ cho có phước báo hữu lậu nhân gian thôi, chứ nó không không có siêu xuất thế gian, nó không có siêu xuất thế gian. Mà hiện bây giờ mình là Phật tử, là con của Phật, theo cái đạo kêu là siêu xuất thế gian, cái đạo mà coi như là có thể nói rằng là giác ngộ cho tới cái chỗ mà kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà nếu mà mình không có hiểu được cái lý đạo hay cái lý của kinh điển thì khó lắm khó đạt được coi như là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác lắm, tức là cái quả vị giải thoát hoàn toàn. Vì nha, thành thử ra nếu mà quý vị tụng kinh mà chưa hiểu nghĩa hay là chưa có rõ lý thì nhất định là quý vị phải coi như là phải gắn mà bạch với quý thầy, quý đại đức, quý thượng tọa, quý ngài trên để mà giảng giải, để mà giảng giải, để mình thâm nhập cái lý. Mà một khi mà giảng giải cái nghĩa lý kinh mà mình nhận được thì nó giống cũng như là mình nhận được cái món ăn tinh thần. Hay là nếu mà cái đạo lý cao siêu, thí dụ như là cái lý Bát Nhã mà quý vị nhận được khi quý vị tụng mỗi ngày đó, mà quý vị nhận được cái nghĩa lý, nhất là cái lý Bát Nhã, thì chẳng khác nào cũng như quý vị nhận được cái món thuốc bổ về tinh thần. Quý vị hiểu không? Thành ra quý vị nghe pháp như thế này, hay là quý vị nhận hiểu được nghĩa lý, đó là những cái món ăn tinh thần, những cái món thuốc bổ về tinh thần của chúng ta. Bởi vì sao mà chúng ta cứ khổ hoài ở trên cái trần gian này? Là tại vì coi như là cái tinh thần của chúng ta nó bị coi như là gì, nó thiếu thốn, hoặc là nó bị bệnh hoạn về tâm bệnh đó. Thành thử ra mình mới khổ. Mà đạo Phật, Đức Phật để lại cho mình tất cả kinh điển như là Tam Tạng giáo điển đó, đó là những cái thức ăn tinh thần, hay là những cái món thuốc bổ về tinh thần. Cho nên chúng ta phải thường xuyên để mà nghe pháp, thường xuyên để mà đọc tụng kinh điển, hay là thường xuyên để mà coi như là hành trì. Hành trì tất nhiên là chẳng hạn như mình tụng kinh, mình bái sám, mình niệm Phật, mình tham tọa thiền. Tất cả những cái đó là những cái thức ăn tinh thần, những cái món thuốc bổ về tinh thần. Quý vị rõ không? Tại bởi vì thầy nói chung cái đặc biệt, cái đặc điểm của đạo Phật để quý vị rõ, thầy sẽ giảng thập đại hành nguyện của Đức Phổ Hiền. Do đó cho nên cũng như quý vị để ý kỹ theo, ở trong mẫu con người chúng ta có chia ra làm hai phần, quý vị nhận thấy không? Một là phần xác, hai là phần hồn. Một là phần thể chất, hai là phần tinh thần. Mà người đời á, thì khi mà vừa khôn lớn lên á, cứ lo cho cái thể xác này không, lo cho cái thân, mà không bao giờ nghĩ tới cái tâm, nghĩ tới cái tinh thần. Còn cái tinh thần, cái tâm của mình mà mỗi ngày mà biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ lăng xăng đó, cái đó kêu là vọng tâm, chứ không phải là chân tâm, không phải cái tâm thiệt của mình đâu. Cái tâm vọng tức là cái tâm làm cho mình đau khổ đó. Biết cái này, biết cái kia, lăng xăng hết, đủ thứ hết. Đó thì cái đó không phải là cái tâm thiệt của mình đâu, mà cái đó là cái vọng tâm. Cái tâm nó vọng động, luôn luôn nó kêu là nó tạo nghiệp, chứ không phải là cái chân tâm. Cái chân tâm là cái tâm thiệt của mình, ngoài cái vọng tâm đó nó còn có cái chân tâm. Mà người đời họ không hiểu, họ tưởng là cái mà hiểu biết lăng xăng đó, đó là cái tâm thiệt, không phải đâu. Đó là mặt trăng ở dưới nước, mặt trăng thứ hai, không phải là mặt trăng thiệt đâu. Quý vị hiểu không? Thành thử ra bây giờ
mình hướng về đạo Phật, Đức Phật. Đức Phật này chỉ cho rõ cho mình, để anh chị, để mình phải làm sao mình tịnh tâm, làm sao ba nghiệp cho nó thanh tịnh, luôn luôn thanh tịnh, để anh chị. Cũng như ví dụ như chúng ta tụng kinh, là tụng kinh là để cho ba nghiệp nó thanh tịnh, rồi nhờ cái ba nghiệp thanh tịnh đó nó đi tới nữa, chứ không phải vô đó đâu. Nó tịnh ở trong cái tịnh tịnh cho đến khi nào mà không thấy mình tịnh, thì lúc bây giờ cái tâm thiệt của mình nó mới hiển lộ, nó mới bừng sáng ra, mà người ta gọi là giác ngộ đó. Đó. Còn bây giờ mình cứ chạy theo cái tâm mà thông thường hàng ngày như thế này, thì lại nó càng chạy theo thì càng khổ, càng chạy theo thì càng vọng tưởng điên đảo, càng chạy theo thì phiền não nó càng coi như là nó nổi lên thường xuyên bất cứ lúc nào. Cho nên người ta phải hiểu cái đó, để làm chi? Để người ta giải tỏa. Giải tỏa có nghĩa là phải làm sao mà giải tỏa nó. À, là nếu mà hàng ngày người Phật tử mà giữ cho được cái nhất tâm để mà sống, hoặc là thanh tịnh tâm để mà sống, nhất là kêu là nhất tâm nhất đức để mà sống á, thì những cái nghiệp xấu, những cái phiền não gì ở trong con người mình á, dần dần nó chuyển. Cho nên người ta mới có cái danh từ tu là chuyển nghiệp, tu là để chuyển nghiệp. À, còn nếu mà chúng ta sống với một cái vọng tâm không, không có nhất tâm, không có nhất đức, không có chánh niệm á, thì tự nhiên là tạo nghiệp thêm. Sống một ngày là tạo nghiệp một ngày, sống một giờ là tạo nghiệp một giờ. Có nghĩa là như thế nào? Ý mình nghĩ, thường thường là ít có nghĩ cái chuyện sáng suốt giác ngộ lắm. Nghĩ chuyện đời, chuyện làm, chuyện ăn, chuyện hơn, chuyện thua. Nhiều khi nghĩ tới cái chuyện coi như là giận tức hơn, buồn phiền giận. Luôn luôn ý nghĩ như vậy đó. Mà hãy mình nghĩ vừa xong một cái việc gì đó, thì tự nhiên nó đúc kết thành cái chủng tử. Chủng tử nói dễ hiểu là cái hạt giống. Rồi cái chủng tử đó, nó quân tập lại ở trong tâm điền của mình. Cũng như lời mình nói ra, phải trái thiện ác gì cũng như thế, mình nói ra thì tự nhiên nó quân tập thành cái chủng tử, thành cái hạt giống. Rồi nó quân tập lại trong tâm điền của mình. Rồi cái hành động, cái hành động của mình, hành động như là sát sanh hay là trộm cắp vân vân, tất cả những hành động của mình tưởng rằng mình là hành động đó rồi, chắc là nó không ai thấy được, không ai biết được, không có. Những cái hành động đó cũng vậy, nghĩa là hành động nó đúc kết thành cái chủng tử, thành cái hạt giống, rồi nó lại quân tập vào trong tâm điền của mình. Vì vậy cho nên quý vị thấy không, từ sáng tới chiều mình tạo biết bao nhiêu nghiệp. Nói quý vị thấy mà tích từ năm này qua năm kia qua đời nọ, thì quý vị biết là tích trữ cái nghiệp xấu, cái nghiệp ác, cái nghiệp bất thiện biết bao nhiêu. À, quý vị thấy không? Vì vậy cho nên á, mình hướng về đạo Phật, luôn luôn là Đức Phật dạy ở người con Phật làm cái gì, làm cho phải giữ cho ba nghiệp nó thanh tịnh, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho nó thanh tịnh, cho đến thành cái câu tên đó, tam nghiệp thành thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp của mình mà thanh tịnh rồi á, thì đồng với các Đức Phật, về cõi Phật, về Tây Phương. Đó. Thành ra, trong khi mình vô mình tụng kinh, thầy nói một cái chuyện thông thường để quý vị thấy không? Trong khi mình vô mình tụng kinh, thì cái ý của mình á, đâu có dám nghĩ cái chuyện gì ở ngoài đời, đâu có chuyện nghĩ hơn thua đâu. Có nghĩ chăng thì cũng nghĩ Phật Pháp, đúng ra là phải nghĩ cái nghĩa lý đó. Nhưng mà nhiều khi mình không hiểu cái nghĩa lý, dù không hiểu nghĩa lý đi nữa, nhưng mà nó không có phóng ra nghĩ những cái chuyện thế gian. À, quý vị đây thấy không? Miệng, thì cái đó là kêu là ý thanh tịnh, rồi miệng đọc là cái lời vàng của Đức Phật, để nó quân tập vào trong tâm, đó là khẩu thanh tịnh. Rồi còn thân thanh tịnh là thân mình ở trước ngôi tam bảo, trước bàn Phật, ngồi hoặc quỳ hoặc đứng phải cho thiệt là trang nghiêm. Không lẽ nó vô đó ngồi ngã nghiêng ngã ngửa, hay là quỳ mà quỳ không có đúng cách cũng không được, hay là ngồi cũng vậy. Nghĩa là đó là thân nghiệp thanh tịnh.
À, quý vị thấy không? Đó thì thầy nói cái chuyện mà những cái yếu điểm của người con Phật nó cũng chung là nó như vậy, nó thành ra phải hành sự. Bây giờ là cái vấn đề là thầy định giảng là 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Bởi vì đây là chùa Phổ Hiền, mình phải biết rồi để mình hành theo cho nó đúng đắn, để anh chị đều là coi như có thể đạt đáo được. Nghĩa là Đức Phật, chư Bồ Tát để lại cho mình nhiều pháp môn, nhiều cách tu, cách tu nào cũng đạt đạo hết á, nhưng mà tùy theo cái căn tánh của mỗi người, tùy theo cái tâm bệnh của mỗi người. Bởi vì cái tâm bệnh của mình mỗi người nó khác nhau. Tuy là nói rằng chung chung là 8, mỗi người nó đều có 84,000 cái phiền não trần lao, cái tâm bệnh, nhưng mà nó khác nhau chứ không giống, không ai giống ai hết á. Mà hãy bệnh nào thì có thuốc nấy, bệnh nào thì có thuốc nấy. Cho nên kinh giáo Đức Phật để lại, giáo pháp Đức Phật để lại là những cái món thuốc để trị cái tâm bệnh cho người đời. Mà hãy người đời hết bệnh thì khỏe mạnh. Đó, quý vị thấy không? Mình nghĩ đây nè, như nãy thầy đã nói, trong thân mình nó có hai phần, nó phần thân phần tâm. Cũng như cái thân mình mà nếu còn bệnh hoạn khỏi, có ai an vui được không? Dầu đó là cái bệnh tầm thường thôi, nhức nhức đầu đau bụng rồi sơ sơ thôi, con người vẫn khổ, huống chi là tâm. Cái tâm bệnh, tâm bệnh là những cái chứng bệnh gì nhiều lắm, nhiều lắm mới kể không hết đúng không? Nhưng mà đại khái những cái bệnh chánh nó như là bệnh tham lam nè, bệnh giận tức nè, hở ai nói gì chút là giận hờn nữa, đủ thứ đó bệnh đó, tâm bệnh đó nghe không? Phải làm sao mà giải tỏa cho được. Rồi si mê mờ tối là tâm bệnh, ngã mạn cống cao là tâm bệnh, kêu là nghi ngờ cũng là tâm bệnh. Nghi ngờ đụng đâu nghĩ đó, đụng đâu nghĩ đó, phải cũng nghi, trái cũng nghi, nghĩa nó thuộc về tâm bệnh hết rồi đó. Làm sao mình con Phật mấy cái đó giải tỏa đó, giải tỏa mấy cái rất là giải tỏa được cái tâm bệnh. À, quý vị thấy không? Nó rất là rõ ràng. Thì ở trong 10 cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, cái hạnh nguyện thứ nhất á, nhất giả lễ kính chư Phật. Một là luôn luôn để mà lạy kính các Đức Phật. À, quý vị nên nhớ, lạy kính các Đức Phật đây là tại sao mình phải lạy kính các Đức Phật? Là bởi vì các ngài đã coi như là gia công tu tập cũng nhiều a tăng kỳ kiếp lắm, nhiều cái vô số kiếp lắm, mới được giác ngộ, mới được thành Phật, rồi giáo hóa cho chúng sanh. Luôn luôn là mình nghĩ tới cái công ơn đó, cho nên luôn luôn phải lạy kính các Đức Phật. À, nhớ như kia để anh chi, ngoài cái đó nó thuộc về về ví dụ như lễ kính các Đức Phật á, quý vị nhớ nha, là mình lại tức là thân tâm cung kính lễ. À, là kêu là nhất giả lễ kính chư Phật. Nhưng mà nói tới cái lý, cái đó là mới đem cái thân này lại gọi là cái sự, cái sự. Còn bây giờ nói cái lý, à, quý vị phải hiểu cái lý. Kêu là nhất giả lễ kính chư Phật, tất nhiên là mình bây giờ luôn luôn nhất cử nhất động mình phải lễ, kêu là gì đó, nghĩa là mình phải thủ lễ, mình phải kính trọng. Kính trọng cái gì? Kính trọng ở nơi cái Phật tánh của mình, hay là cái Phật tánh của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thường thường là nguyên câu nhất thiết chúng sanh giải hữu Phật tánh. Đó, thấy chưa? Thành thử ra nói về cái lý lễ kính, nói về cái sự lễ kính các Đức Phật ở bên ngoài, tức là lễ, phải lễ kính Phật tự tánh của mình. Ồ, quý vị nhớ không? Là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật ngài đã nói mỗi chúng ta đều có cái tánh Phật. Cái tánh Phật là cái tánh giác á, tánh giác ngộ ai cũng có hết á. Mà tại vì bị phiền não, bị trọng trượt, bị đời nó kêu là nó lâu cuốn, thành thử ra cái tánh giác ngộ nó trở thành mê, trở thành mê. Chứ thiệt ai cũng có cái tánh giác hết á. Bây giờ mỗi ngày, mỗi giờ, lúc nào mình cũng kính trọng, mình cũng coi như là giống như là đảnh lễ lại cái Phật tánh của mình.
nói về lý, mà khi nào cái Phật tánh của mình được sáng suốt, được giác ngộ, được giải thoát, thì các đâu có khác gì các Đức Phật ở bên ngoài. Quý vị nên nhớ, không có khác nào hết. Sở dĩ bây giờ chúng ta khác là tại vì chúng ta mê. Còn chư Phật đã giác ngộ rồi, chứ còn đúng ở trong kinh Phật nói đó, kêu là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, hay là chư Phật với chúng sanh đồng một cái bản thể, đồng một bản thể như nhau, không có khác gì hết trọi trớ. Nhưng mà khác là tại vì bây giờ chư Phật đã giác ngộ hết, còn chúng sanh nhất cử nhất động cái gì cũng mê lầm hết. Đó, nó khác là khác chỗ đó. Cho nên mình lễ kính chư Phật đây á, là không phải là chỉ lễ kính các Đức Phật ở bên ngoài đâu, mà Đức Phật ở bên ngoài ở đâu không thấy, thì mình chỉ lễ kính các tượng Phật. À, thấy chưa? Nhưng mà đó là để tượng trưng tiêu biểu. Cái đó cũng là cái ý nghĩa, nghĩa là tuyệt diệu lắm, chứ không phải tượng, nhưng mà không phải chánh yếu. Chánh yếu á, là luôn luôn mình phải trở lại với cái tâm Phật của mình, để mà mình tu, để mà mình tiến, để mình sẽ giác ngộ như Phật, hay là giác ngộ như dở nhất là như các vị Bồ Tát, như Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. À, quý vị thấy không? Hiểu cái đó không? Vì vậy cho nên á, nhất giả lời kính chư Phật tức là luôn luôn lúc nào cũng kêu là giữ nghi lễ nè, và luôn luôn kính trọng cái Phật tự tánh của mình. Phật tự tánh của mình, quý vị nên nhớ. Vì vậy cho nên quý vị thấy không, một thờ kinh nào, một thờ sám nào, một thờ cầu an, cầu siêu, kinh kể gì, quý vị tới chùa tụng đó, công phu bái sám, cuối cùng rồi là đều phải tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Thì đây thầy chỉ nói là mình trở về nương tựa với Phật tánh của mình. Phật tánh của mình là cái tánh gì? Tức là cái tánh sáng suốt, cái tánh giác ngộ, cái tánh giải thoát mình có sẵn. Nhưng mà mình không có, mình không có thực hiện, mình không có chịu thực hiện, mình cứ chạy theo con đường mê. Vì vậy cho nên phải khổ cho cái gì đâu. Chứ nếu mà mình trở về lại cái tánh giác của mình tu á, thì ra không có lâu đâu. Kêu là nhất văn thiên ngộ. Có thể quý vị nghe một thần pháp như thế này mà quý vị ngộ được, có thể quý vị cũng trở thành một vị Bồ Tát, trở thành một vị Phật nếu chúng ta ngộ. Không cần nghe nhiều. Kêu nhất văn thiên ngộ là vậy đó. Còn cái này tại vì nghiệp chướng mình nó nặng quá đi. Thành ra nhiều khi thiên văn mình nhất ngộ, nghe cả ngàn lần mà còn nghe trong này thì còn nhớ ra khỏi cái giảng đường rồi cái là nó quên hết. Đó là tại vì mình cái nghiệp nó còn nặng, trong khi mình nghe nó chỉ lấy cái lỗ tai nghe, chứ không phải lấy cái tánh nghe. Cho nên nghe pháp phải lấy cái tánh nghe đó. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, ngài chứng được cái nhĩ căn viên thông là nhờ ngài lấy cái tánh nghe của ngài mà nghe, chứ không phải là lấy cái lỗ tai nghe. Bởi vì lỗ tai nghe thì coi như là nhập hồ nhĩ xuất hồ khẩu, nghe máu vào lỗ tai, nhiều khi nó ra lỗ miệng, hoặc nghe lỗ tai bên đây nó ra lỗ tai bên kia, nó không có thâm nhập. Còn mình lấy cái tánh nghe mà nghe nó mới thâm nhập. Đó, cho nên quý vị nghe pháp gắn mà lấy cái tánh nghe mà nghe. Chứ nếu mà mình chỉ nghe thông thường cũng được đâu. Nghe thông thường thì một là không có thâm nhập cái chân lý, hai nữa là nếu không khéo ngồi đỡ lâu nó buồn ngủ, ngủ lên ngủ xuống coi nó kỳ lạ, gục lên gục xuống là mình không có thâu nhận được đó. Chứ nếu mà mình nghe pháp mình thâu nhận nha, con mắt mình nó sáng bắt dạng suốt đêm cũng không ngán nữa, nghĩa là cũng không có bao giờ mà đó là mình hiểu, mình thấy là được, là khá rồi đó, nghĩa là bước lên bước đó. Còn nếu mà mình nghe pháp mà mình thấy sao đâu, sao hai miếng mắt nó cứ kéo xuống sụp xuống, tức là ngủ gục, thì mình đâu mình làm biết là nặng rồi đó, hơi nặng rồi là phải làm sao, chứ không phải thấy vậy rồi mình thông qua đâu. Tất nhiên là mình phải tìm cách này hoặc là tìm cách kia để mình đối trị cái tâm bệnh đó, cái tâm bệnh hôn trầm. Trong nhà đạo gọi cái đó như hôn trầm. Còn nếu mà mình ngồi mình nghe đây, tai thì nghe, nhưng mà tâm ý cứ nghĩ gì đâu không, ngồi tôi nghe đây mà nghĩ không biết nhà cái đóng cửa chưa, sợ ăn trộm nó vô rồi, ngồi đây nghe. Như vậy đó, tất nhiên là coi như là không phải lấy cái tánh nghe mà nghe, mà đó là chỉ là nghe, nghe cái đó nó yếu lắm.
thành ra phải làm sao để mà thâm nhập kinh tạng, tức là thâm nhập được cái chân lý. Chân lý của Phật dạy, của chư Bồ Tát để lại là cái chân lý lắm đó. Thành nhất giả lễ kính chư Phật là mình lại mà lại kêu là lấy cái thân tâm cung kính lễ, nó mới một cái nghĩa về sự thôi. Còn nói về lý lễ Phật, lý lễ Phật, lễ Phật bên ngoài, lễ Phật bên trong, dụng vậy nó có tới bốn cái lý lễ Phật, bốn cách, tức là phát trí thanh tịnh lễ. Mình làm sao cho phát được cái trí tuệ của mình càng ngày nó càng cao, càng ngày nó càng siêu việt, đó là lễ đó, nghe không? Nói về lý ấy. Hai nữa là biến nhập pháp giới lễ. Làm sao lễ là lại đó, làm sao mà cho cái tâm hồn của mình đó, nghĩa là coi nó sáng ngời, nó thông suốt hết cả pháp giới. Người ta nói những cái gì là mình hiểu liền, người ta cho nên người ta diễn tả một cái gì là mình hiểu liền, kêu là biến nhập pháp giới lễ. Mặc dầu ở đây, nhưng mà người ta nói ở mấy cái châu khác, hay là ta nói những cái việc gì ở một cái nước khác, là mình có thể mình không có gì khó khăn, kêu là hiểu một cách dễ dàng, kêu là biến nhập pháp giới lễ. Mà được như vậy tức là lễ đó, tức là lại đó, không phải là lại là đứng lên đứng xuống mà ngũ thể đầu địa đâu. Rồi cái thứ ba, cái cách thứ ba coi như là chánh quán tinh thành lễ. Tâm chúng ta lúc nào cũng quán sát cuộc đời một cách nữa là đúng mức. Cái nào nó là thiệt, cái nào nó là giả, cái nào nó vô thường, cái nào nó là thường. Nghĩa là cái tâm của mình quán sát coi như là đúng, hiểu đúng chân lý, hợp với sự thật, thì đó gọi là chánh quán tinh thần lễ. Đến cái lễ thứ tư, quý vị biết không, coi như là thập tướng bình đẳng lễ hết sảy. Ở cái lễ đó thì hết sảy. Thập tướng bình đẳng tức là mình hiểu cái tướng chân thật. Cái tướng chân thật là cái gì? Là cái tâm bình đẳng. Người nào cũng có cái tánh hiểu biết hết, cho đến loài vật nó cũng có cái tánh hiểu biết, thượng cầm hạ thú nó cũng tánh hiểu biết, tất cả thì cái hiểu biết đó giống như nhau. Còn cái khôn, cái dạy đó là do mỗi người tạo thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp, vân vân và vân vân. Đó, phải hiểu, chứ là thập tướng bình đẳng lễ. Hiểu á, lấy cái trí để mình hiểu. Cái tướng chân thật mà nó bình đẳng, cái tướng chân thật là gì? Là chỉ cho cái tâm của mỗi người, cái tâm thiệt, cái chân tâm mà nãy thầy nói đó, không phải là vọng tâm. Bởi vì nó là cái tướng chân thật, mà cái tướng chân thật nó không có hình tướng, cho nên có chỗ khác gọi là kêu là thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn. Thật tướng, tướng chân thật mà nó không có hình tướng, nó không có hình tướng mới là tướng chân. Nếu mà nó có hình tướng á, nó không có chân thật, nó có hình tướng là nó hoặc. Bất cứ một cái vật gì ở trên thế gian này mà nó có hình tướng á, dầu nó nhỏ như là cộng sợi chỉ, nó nhỏ như là cái kim, nó cũng hoại. Phàm sở hữu tướng, giai thị, hư vọng, nó là hoại hết. Cái nào mà không có hình tướng ấy, nó mới không hoại. Mà cái gì không có hình tướng? Tâm. Nếu muốn nói thiệt, cái thiệt cái của mình, tạm gọi là nói thiệt thì chứ mà hiểu lý bát nhã thì cũng không, bởi vì khi nói nó thiệt thì nó trở thành giả. Nhưng mà thôi mình như tạm, nếu nói nó thiệt ấy, là phải cái tâm của mình mới là thiệt của mình. Còn cái thân này, thưa quý vị, không có phải thiệt của mình đâu. Mà người đời hiểu không? Cứ cái gì cũng lo cho cái thân hết, bỏ quên cái tâm đi. Thân này á, một ngày cho nó ăn 3-4 bữa, có từ thập niên này qua thập niên kia, không cho một bữa cháo, không cho một bữa cơm. Hỏi làm sao nó không đói khát, nó không bệnh hoạn, nó không điên cuồng, nó không nghĩa là mê lầm. Cái đó là cái chuyện thường quá, đâu quý vị thấy không? Cho nên trở lại vấn đề, quý vị nghe pháp như thế này là quý vị đến để mình nhận những cái món ăn tinh thần. Khi mà quý vị trực nhận được cái giáo pháp của Phật rồi, trong tâm hồn chúng ta nó nhẹ nhàng. Dù mà mình có gặp cái chướng ngại gì, có gặp cái cảnh gì phũ phàng của đời, có đói khát, khi mà mình nghe được cái giáo pháp của Phật mà nhận cho đúng, tự nhiên trong tâm hồn mình thấy
nó nhẹ nhàng mà nó có một cái gì lạ lắm, nói không được. Đó là món ăn tinh thần chứ gì. Nếu mà cái lý đặc biệt là cái món thuốc bổ về tinh thần chứ gì. Đâu có gì theo. Vì vậy cho nên đó, nói tới cái kêu là thật tướng bình đẳng lễ. Tới cái lễ mà bây giờ là mình nhận chân được cái tâm của mình là một cái tướng chân thật, bất di bất dịch, cùng với tất cả cái tâm của muôn loài chúng sanh. Nó cũng vậy, cái tánh hiểu biết đó, nó không bao giờ mất, không bao giờ. Quý vị nên nhớ kỹ nghe, mình chết á, cái thân này nó chết, cái tâm không bao giờ chết. Quý vị nhớ kỹ cái nó, để mình mới cố gắng mình tu. Mà từ xưa tới bây giờ chứ không phải là mới đây, thấy không? Cổ kim đông tây cho đến nỗi ở Tây Phương mà đạo như chẳng hạn đạo Thiên Chúa rồi vậy. Người ta tuy là không nói ra, không giảng ra, mà đều phải công nhận rằng không có mất cho nên chết rồi mới giật chuông để mà cầu hồn, thấy không? Cho nên nếu mà không ai làm cái chuyện đó, còn mình thì khỏi nói rồi. Nghĩa là vừa tắt thở cái rồi lo cầu siêu thôi, rồi làm tùm thấp rồi lo đó. Tất nhiên là biết rằng là cái tâm hồn nó không có, không bao giờ chết. Nó chỉ cái gì? Tùy nghiệp thọ bao. Nó theo cái nghiệp mà mình tạo trong cuộc đời này, tạo cái nghiệp gì đó, thiện hay là ác gì đó, rồi nó cộng thêm với cái dư nghiệp của đời trước, nó đến, rồi nó cái nghiệp đó nó dắt dẫn đi đầu sanh. Nếu mình tạo cái nghiệp xấu, thập ác, thì nó sẽ dắt dẫn xuống địa ngục. Cái tâm nó theo, cái tâm không bao giờ mất. Mà bây giờ mình không lẽ nó mình là con Phật Phật tử rồi mà cứ để bị luân hồi lục đạo khổ nan đương hoài làm sao? Bây giờ mình phải vượt qua chứ, vượt ra là phải tu, phải là tiến. Tu cái gì? Kiểu là tu tâm á. Nghĩa là tu tiến làm sao cái tâm mình cho nó được sáng suốt, giác ngộ, giải thoát thì đi lên. Còn nếu mà cái tâm của mình bây giờ nó mê muội, nó làm sao đâu á, thì tự nhiên là nó phải đi xuống. Chứ tâm không bao giờ mất, nói để đâu quý vị rõ. Thành ra quý vị đừng có sợ cái tâm mình hoặc là lẫn đi mất thì không có. Tâm á, về thân á, thì tự nhiên bởi vì nó có sanh là nó phải có tử. Còn cái tâm của mình nó không có sanh, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, nó quý ở nơi cái chỗ đó đó. Phật tìm ra chỗ đó. Đó, rồi Phật mới nói lại cho mình, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài coi như là ngài tìm ở dưới cội Bồ Đề. Khi mà ngài thành Phật rồi đó, cái ngài nhìn lại, ngài thấy ngài thành Phật là ngài thành cái vị Phật sẵn có trong con người ngài, là cái tâm đó. Chứ không phải cái ông Phật nào ở đâu mà kia rồi nhập vô cho ngài đâu, nhập nó thành hai người, thành ba, chứ đâu phải thành Phật, thấy không? Thành chính cái tánh của ngài đó. Bây giờ coi như là ngài chuyển hết phiền não trọng trược, hết nẫu chướng ma chướng gì ngài chuyển hết, bây giờ chỉ còn tánh sáng không, tánh sáng là Phật. Thì mình cũng vậy. Vì vậy cho nên ngài mới tuyên bố, ngài nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, sẽ thành. Có thể mình giác ngộ sau Đức Phật chừng tiếng nửa tiếng đồng hồ mình cũng thành Phật. Đó, cái điểm đó là cái điểm quý vị đó. Thành ra nhất giả lễ kính chư Phật. À, quý vị hiểu sự lý cho nó dung thông. Sự như thế nào? Lý mà lý phải hiểu đạo lý. Mình đi, Đức Phật đi tìm chân lý. Khi ngài tìm ra chân lý rồi á, ngài đem cái chân lý để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh. Mình nghe trong kinh luôn luôn là nói như vậy, mình không hiểu chân lý là cái gì. Tức là ngài tìm ra cái chân tâm thành Phật đó. Ngài tìm ra chân lý tức là ngài thành Phật. Ngài thành Phật là cái tâm ngài giác ngộ hoàn toàn là ngài thành. Rồi ngài đem cái chân lý đó ngài nói cho tất cả chúng sanh, các bạn ơi, các ông ơi, các bà ơi, mỗi vị đều có Phật tánh trong hết, thì lao tu đi, cũng là thành nào, không có chạy ngõ nào hết á. Tìm chân lý rồi đem cái chân lý đó đó nói cho tất cả chúng sanh đó. Phải hiểu như vậy đó, để được quý vị tu cho nó nhanh lên, nhanh lên, cho không thôi kêu ba chìm bảy nổ xuống lên lên mệt lắm. Nghĩa là thấy không, thành ra mình tu mình phải học đạo, phải hiểu đạo. Học đạo bắt thông lý, phục thân quần tiến tới. Kể cả các vị xuất gia nó mà học đạo mà không thông lý á, phục thân quần tiến tới, trưởng giả ba thập nhất thì thọ bác sanh nhỉ. Thầy nhắc nhở nhị giả xưng tán Như Lai, hai là luôn luôn xưng khen các đức Như Lai. Các đức Như Lai nói về sự á, về sự lịch sử á, thì chẳng hạn như luôn luôn phải tán thán
Đức Di Đà Như Lai, Đức Quan Âm Như Lai, Đức Diên Đăng Như Lai, vân vân. Các Đức Phật Như Lai luôn luôn mình tán thán công đức tu hành của các ngài, bởi vì các ngài cũng trải qua nhiều đời nhiều kiếp lắm, chứ không phải tu hành mà dễ thành Như Lai, dễ thành Phật đâu. Đó. Thì đó nó thuộc về khen các Đức Như Lai bên ngoài, nhị giả xưng tán Như Lai. Nhưng mà khi mà nói tới cái lý đạo á, là xưng khen cái Như Lai tạng tánh của mình. Mẫu người có cái Như Lai tạng tánh hết rồi. Bởi vì bây giờ mình tối tâm mê mờ, mình mê muội, cho nên cái Như Lai tạng tánh á, nó trở thành cái A Lại Gia Thức, cái thức thứ 8 là mê muội. Để mình tạo cái nghiệp gì cũng bỏ trong cái thức đó, cho nên cái thức thứ 8 ta dịch là tàn thức. Tàn thức là cái kho tàng. Cái kho tàng để nó chứa tất cả những cái hạt giống. Hạt giống lành, hạt giống dữ, hạt giống ác, hạt giống thiện, vân vân. Tất cả hạt giống gì hãy mình vừa nói ra, mình vừa nghĩ ra, mình vừa hành động, là nó đều quân tập vô trong cái A Lại Gia Thức đó. A Lại Gia Thức là khi mê, còn khi ngộ á, gọi là, nói tới cái con đường ngộ là Như Lai Tạng Tánh. Rồi ở trong cái Như Lai Tạng Tánh này á, có chia ra hai nghĩa nữa, kêu là Như Lai Tại Triền và Như Lai Xuất Triền. Các Đức Phật mà đã thành Phật rồi á, gọi là Như Lai Xuất Triền. Cái Như Lai Tạng Tánh của các ngài bây giờ ra khỏi cái sự ràng buộc rồi. Triền là ràng buộc, cột chặt. Còn chúng sanh á, cũng có cái Như Lai Tạng Tánh đó, mà bị tại triền, là ở trong cái sự ràng buộc. Ràng buộc hết chuyện này tới chuyện kia, cứ lo tạo nghiệp trong cuộc đời, lăn quanh lẩn quẩn cứ lo việc đời. Mà quý vị thấy việc đời có cái gì chắc thiệt không? Nhà cửa ruộng vườn đất đai đài vàng, coi như là vua chúa địa vị, quý vị thấy có cái nào tồn tại đó, thấy không? Hay còn máy móc giây phút, nghĩa là nó thay đổi hết. Chỉ có cái tâm mình mới là tồn tại thôi. Nên nhờ mà bây giờ mình không lo tu để mà cho cái tâm nó sáng suốt, giác ngộ, giải thoát, thì đợi lúc nào nữa, hẹn chừng nào nữa. Cho nên Như Lai Tại Triền tức dưng là mình có mang cái Như Lai Tạng Tánh, nhưng mà bị ràng buộc. Hết chuyện này đó, quý vị thấy ràng buộc, không có giải thoát được. Rồi cứ đổ thừa nói, cha tôi không việc ăn việc làm nhiều quá, đi hết chuyện này tới chuyện kia, hầu ở bên Việt Nam thì muốn làm sao đi tìm con đường nào để tự do, để tu cho nó dễ, thấy không? Rồi ra khỏi nước ngoài rồi, ra tới đảo thôi cũng nguyện cầu dữ lắm, nguyện để cho mấy cái nước tự do để mà tới đó để mà tu niệm. Rồi qua bên đây cái rồi nhập cuộc cũng đâu có rảnh rang gì được, đủ thứ chuyện hết. Rồi chừng đó nói, hỏi tới cái rồi nói, chà, dù qua đây cũng bận quá đi, thành ra tu niệm nó kêu là giải đãi hết. Cho đến nỗi mà hồi mà ở tại đảo nó còn nguyện còn cầu nữa, dạ làm sao mà cho họ bóc đi liền cho được, tới nơi tới chốn con nguyện ăn chay tháng, với lại cái nhiều khi con nguyện xuống tóc nữa. Qua bên đây cái rồi quên hết rồi, quên hết, quên rồi lâu lâu cái hơi bệnh chút nhớ. Nhớ nhưng mà cái gì ở bên Pháp á, thầy nói trường hợp bên Pháp á, tới thưa thầy nói giờ, hồi trước con có cái nguyện vậy đó, thầy ấy bây giờ thấy, con nghĩ giờ có đi làm rồi, giờ cạo tóc xấu nó không mướn đâu. Giờ cho thầy quan hỷ thầy, con nhân giá kéo giùm con chút. Rồi nó khổ vậy thầy ạ. Thì thầy nói được rồi, thì cái chuyện đó quý vị muốn thì sao cũng tùy hỷ hết á. Nhưng mà giá kéo là giá kéo chứ, cái tâm nó đâu có mãn cái nguyện được, thấy không? Từ về là ăn sáng hai tháng nữa hết bệnh này bệnh kia, cái chuyện này chuyện kia, tới nó chắc mình chưa trả lời nguyện, tới báo đời thầy nữa. Nói dạ thầy bây giờ con thiệt không phải cạo thầy, chứ còn không có giá kéo nữa, là bởi vì không xong là về cái tâm con cứ nghĩ hoài, cứ như vậy. Đúng vậy, là bởi vì mình chưa có trả lời nguyện thì cái tâm nó phải nghĩ hoài, thì làm sao yên được? Không yên là khổ, cái tâm không yên là khổ. Nó như vậy đó, thành thử ra nói một cách dễ hiểu đó là cái Như Lai Tại Triền tất nhiên là làm cho cái Như Lai Tạng Tánh của mình nó cứ bị ràng buộc cái cuộc đời. Bây giờ mình phải khôn khéo một chút, hoặc là mình xén bớt để mình lo cho mình, quý vị thấy không? Chứ lo cho đời hoài mà khi mà hãy lo cho đời, đến cái ngày mà ra đi, tức là 100 tuổi rồi, có cái gì đem theo được không? Chỉ có cái nghiệp đem theo thôi.
cái nghiệp tức là tùy nghiệp thọ báo đó. Còn tất cả những cái gì mà nó có hình tướng á, hãy để lại đó, không có cái gì đem theo được hết đó. Mà thôi làm, đem hết thì giờ làm, làm ngày làm đêm rồi chi đó. Thành ra khi mà mình hiểu được là nói như thế, không có nghĩa là mình không làm gì nữa hết đâu. Không làm thì nó nói sao, chết thì cũng không được. Nhưng mà nó tạm đủ, tạm sao đó, rồi để mình lo cho mình. Bởi vì cái cõi này nó là cõi tạm, chứ không phải nói là cõi thiệt. Dương gian là cảnh, cõi Phật là quê hay là tịnh độ là quê. Sống thì ta ở, khác ta phải trở về. Chứ không bây giờ nó khác, đâu có ở đây được nữa. Nó thành ra phải gắn để cho cái Như Lai đó mình ngày nào cũng như ngày nào. Coi như là bên ngoài thì mình kêu nhị giả xưng tán Như Lai, nhưng mà ở bên trong mình phải hiểu rằng mình phải khen ngợi cái Như Lai tạng tánh của mình. Cái Như Lai tạng tánh của mình tức là cái Phật tánh đó, tức duyên là cái bạn, cái chân tánh đó. Cái Như Lai tạng tánh đó nghĩa là không có cái vật gì mà so sánh cao quý hơn được cái Như Lai tạng tánh của mình. Cho nên kêu là nhị giả xưng tán Như Lai. Mà hãy mình biết như vậy, mình xưng khen như vậy là mình phải lo mình tu. Nếu mà không tu thì đâu có trở thành một vị kêu là Như Lai xuất truyền được. Mà không thành Như Lai xuất truyền tức nhưng là cứ bị ở trong con đường sanh tử luân hồi. Đó. Mà quý vị thấy một lần sanh tử luân hồi khổ biết tới cái cỡ nào. Đó. Từ cái ngày mà mới tới đi thọ thai thôi là nó đã là bị một cái vô minh rồi. Là bởi vì nếu minh thì không có, rồi cái vô minh đó, cái thần thức đó, nó mới coi như là, quý vị thấy không, nó phải coi nó nằm, nó trộn lẫn ở trong cái tinh cao phụ tinh mẫu quyết. Rồi thì đây coi thử là cái an vui chỗ nào ở đâu. Nhưng mà tại vì cái nghiệp mình nó không có trong sạch, cho nên cái nghiệp của mình không có thanh tịnh. Vì vậy cho nên nó phải bị như vậy. Rồi khi mà ở trong thai tạng nè, 9 tháng 10 ngày nè, giống như ở trong lao ngục. Nhiều khi ở trong lao ngục lâu lâu còn mở được cái cửa sổ ra dồn chút. Còn ở trong đó coi như là tấu tâm bê một 100%. Rồi mới tới đến cái ngày sanh, khổ như thế nào. Vì vậy cho nên người nào mà con sanh mới vừa sinh ra cái là cô à, khóc. Chứ quý vị cứ hỏi đi hỏi hết mấy nhà thương với cái chỗ đó, có chú bé nào mà sanh ra cười không? Không có đâu. Ở ra là nó khóc, bởi nó thấy cảnh lạ là khổ à, khổ à, khóc thí nó tới. Mình cũng vậy trong đó, hồi trước mình cũng vậy, đâu có khác gì đâu. Đó, mình hiểu được đạo, mình biết được đạo Phật dạy cái đó, rồi mình phải làm sao chứ. Rồi nó diễn tiến sanh ra rồi. Nếu mà không nhờ, nếu ai có nhờ được cái gì đó, cái phước đời trước có gây chút ít đó, thì còn đỡ. Còn nếu không thì thâu đầu tắt mặt tối suốt cả cuộc đời. Rồi bệnh nó đến, rồi già nó đến, rồi chết nó đến. Đâu quý vị thấy không? Rồi trong lúc đó rồi cứ theo cũng hướng về đạo, nhưng mà không có hiểu được cái lý đạo, với lại không có hướng về cái chánh lý của Phật dạy đó. Rồi cứ lo, thí dụ như cũng đi chùa, cũng rồi cứ lo cầu phước, cầu an. Cái đó đối với người Phật tử chân chánh không cần. Thầy nói đây, nói cái lý cao, lý đạo để quý vị hiểu. Bởi vì được cầu phước cầu an có, chứ mà không có đâu, phải mình cầu là có ha. Nhưng mà có để làm gì? Nếu nó cầu phước cầu an thì mình phải sanh tử luân hồi lại, phải vậy không? Để cái kiếp sau để mà hưởng cái phước đó, lên hưởng cái phước ở trong cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, hưởng cái phước là gì đó. Quý vị hiểu không? Vì vậy cho nên cái người con Phật người ta hiểu được đó. Chẳng hạn như làm việc phước đức đây nè, bắt cầu đắp đường, đúc chuông, tạo tượng, làm chùa, làm cái gì đi nữa, người ta gọi là vô danh vô tướng, không cần cầu phước cầu báo, không cần ghi danh cái gì hết á. Là bởi vì cầu phước thì có phước chứ không chạy ngỡ nào, nhưng mà có phước để mà trở lại hưởng cái phước sanh tử luân hồi. Hỏi trên cái phước đó hưởng làm cái gì? Cũng như bây giờ mình thấy đó, ngày nào cũng nôn nốt lo, không biết bệnh nó đến hồi nào, không biết chết nó đến hồi nào, cứ lo rồi chuyện này chuyện kia nọ đến, toàn là ở trong cái cảnh lo âu sầu muộn, không có cái thanh tịnh tâm lúc nào. Quý vị cứ nghĩ đi, mình có khi nào mình sống ở trong cái tâm mình nó an được ngày không? Không có đâu ạ. Một giờ cũng không có nữa.
nó ăn chút rồi nói chuyện này chuyện kia đó là cái cõi ta bà này. Cho nên nhị giả sinh tán Như Lai á, cái Như Lai tạng tánh bị cái cảnh đời nó ràng buộc đủ thứ hết. À, thấy chưa? Kêu là nhị giả sinh tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường. Ba là đây là 10 cái đại hạnh nguyện đó, nguyện để làm cho được. Cúng dường có nghĩa là cung cấp nuôi dưỡng. Cung cấp nuôi dưỡng. À. Cung cấp nuôi dưỡng đây á, không phải là cung cấp nuôi dưỡng về vật chất không đâu, mà cung cấp nuôi dưỡng về tinh thần. Về tinh thần. À. Thí dụ như nói rằng tam giả quảng tu cúng dường, thì thường thường là mình cúng dường bên ngoài đối với các đức Phật, chẳng hạn như cúng Phật thì mình cúng hương hoa đăng quả phẩm tỏ lòng cung kính, hay là nói cúng dường chư tăng cung cấp nuôi dưỡng về vật chất, thì cái đó nó thuộc về ở bên phần vật chất. Phần vật chất không đủ đâu, mà phải quảng tu cung cấp nuôi dưỡng về phần tinh thần. Về phần tinh thần tức là món ăn tinh thần. Chẳng hạn như là đối với Ngô Tam Bảo mình hướng về, thì mình coi như là cung cấp nuôi dưỡng về vật chất. Nhưng mà mình ngược lại, mình nhờ Ngô Tam Bảo đó, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo đó, sẽ giúp cho mình lại những cái món ăn tinh thần, những cái món thuốc bổ về tinh thần, tức là về đạo lý cao siêu, để chỉ cho mình con đường đi, con đường nào đi tới cái chỗ giác ngộ rốt ráo, con đường nào đi nó bị sụp hầm sụp hố, con đường nào đi nó không có tới nơi tới chốn. Đó kêu là cung cấp nuôi dưỡng về phần tinh thần. Và mình cũng có bổn phận. Bổn phận ở đó là bổn phận gì? Bổn phận cho người đi sau. Cho người đi sau. Mà cái người đi sau á, tất nhiên là cũng có Phật tánh, cũng có Pháp tánh, cũng có Tăng tự tánh ở trong mỗi người á, quý vị nhớ không? Có Ngô Tam Bảo hết á, nhưng mà không có thực hiện được là tại vì không có cái Ngô thế gian trụ trì Tam Bảo. Cho nên mình lập cái Ngô thế gian trụ trì Tam Bảo, Ngô chùa như thế này á, là để cho mỗi người về gieo cái hạt giống lành rồi tu rồi niệm, để mà kiến tạo cho được cái ngôi gọi là tự tánh Tam Bảo. Tự tánh là tánh mình, tự là mình, tánh là cái tánh. Cái ngôi Tam Bảo ở trong cái tánh mình á, ở trong mẫu chúng ta có ngôi Tam Bảo. Phật Bảo là gì? Phật Bảo tức là cái tánh sáng suốt giác ngộ giải thoát, đó là Phật Bảo. Pháp Bảo là gì? Là cái tánh bình đẳng lợi tha vô thi trì giới ở trong con người mình á, đó là Pháp Bảo. Tăng Bảo là gì? Tức là cái tánh thanh tịnh, hòa hợp, nhu nhuyễn của mẫu người, mẫu người. Mẫu người mà thực hiện cho được ba cái yếu điểm đó, đó là mình, cái Ngô Tam Bảo của mình coi như là lưu sức thực hiện ra. Mà hãy nói tới cái Ngô Tam Bảo mình có, tất nhiên là mình trở thành Phật, trở thành Bồ Tát, chắc chắn không chạy ngã nào hết. Cho nên cúng dường đây á, là cung cấp nuôi dưỡng, không phải là vật chất không đâu. Chúng ta thường thường cứ nghĩ vật chất là cái hình đó, không có. Phải nghĩ về cái vấn đề cung cấp nuôi dưỡng về tinh thần, cái đó mới là quan trọng. Bởi vì thân chúng ta mà lỡ mà nó thiếu thốn ăn uống thì nó chỉ mất có một thân này thôi, một đời này thôi. Còn nếu mà tâm chúng ta mà nó tối tâm mê mờ, nó kêu là nó ác, nó độc, nó thì cái khổ đó nó sẽ coi như là gì, nó dài, nghĩa là từ kiếp này qua kiếp kia vô lượng kiếp về sau. Do đó cho nên cái phần mà cái món ăn tinh thần nó lại là nó quan trọng hơn là món ăn vật chất. Cũng như thường thường ta nói bố thí vậy đó quý vị, nghe nói là tài thí, pháp thí, vô quý thí. Tài thí tức là đem của bố thí. Còn giáo pháp là tức là pháp thí tức là chỉ đem giáo pháp, đem cái lời Phật dạy ra mà bố thí thì giảng thí. Người ta so sánh theo ý quý vị thấy sao, cái tài thí với cái pháp thí cái nào hơn, cái nào hơn nè? Pháp thí hơn, nhưng mà rồi hồi sáng bây giờ với hồi trưa quý vị không ăn, bây giờ có tới nghe pháp nổi không?
qua thứ rằng cái nào hơn, cái nào kêu là thù thắng hơn. Dĩ nhiên cả hai đều là lợi lạc hết á, nhưng mà nói cái thù thắng hơn á là phải nói cái pháp thí, là bởi vì cái tài thí á, mình chỉ nuôi một thân mạng này hay là mình nuôi nhất thời thôi. Còn cái pháp thí mà khi mà mình nhận được cái giá trị của pháp thí rồi, hay là nhận cái giá trị của tâm linh rồi á, thì có thể rằng coi như là nó giải thoát cả một cái kiếp kêu là mê muội hay là kiếp người. Vì vậy cho nên người ta mới nói rằng cái pháp thí là thù thắng hơn là vậy đó, như là vô úy thí đó. Thì nói tới tam giáo quán tu cúng dường, tức là ba là rộng tu cúng dường thực hành, chứ tu là thực hành. Cúng dường đây như thầy nói đó, cung cấp về nuôi dưỡng về vật chất, cung cấp nuôi dưỡng về tinh thần đó. Tứ giả sám hối nghiệp chướng, bốn là sám hối cái nghiệp chướng của mỗi người chúng ta. Sám hối tất nhiên là mình ăn năn, rồi mình nguyện mình chừa bỏ, nghĩa là từ đây giờ sau không có tái phạm nữa, không có tái diễn nữa, gọi là sám hối. Sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá, nghĩa là ăn năn và sửa đổi, nó cách dễ hiểu là vậy đó. Nghiệp chướng tất nhiên là nói tới nghiệp, tức là cái hành động tạo tác của mình nhiều đời nhiều kiếp về trước. Chướng tức là vì cái hành động tạo tác mà phần nhiều thì mình hành động tạo tác xấu nhiều hơn tốt, ác nhiều hơn thiện, cho nên nó ngăn che trên con đường đạo giải thoát tiến lên tiến lên, nếu mà nghiệp chướng mình còn. Thành thử ra người ta sám hối, tức là ta giải tỏa những cái nghiệp phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng ở trong mỗi người á, phải giải tỏa. Mà phải biết nghiệp chướng nó gồm cả phiền não chướng, rồi nghiệp chướng, rồi báo chướng. Những cái báo chướng của mình cũng phải hiểu nữa, có nghĩa là như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình đường sống yên vui như thế này, rồi có những cái chuyện gì ở ngoài đời người ta gọi là không may, với là những cái nghịch cảnh nó đến. Chứ người con Phật khi mà một cái gì mà nó đến với mình, hoặc là nghịch ngợm vô phàn rắc rối, là người ta hiểu liền. Hiểu cái gì? Tất nhiên là đây là do cái nghiệp nhân của mình đời trước tạo, mình trồng. Thì bây giờ để cái hậu quả nó đến, thì có cái gì đâu mà phải buồn, phải rầu, phải lo, phải sợ. Cái chuyện nợ người ta mình dây rồi, bây giờ phải lo mình trả chứ. Nếu không trả thì nợ thì để lâu nó lời nhiều, thấy không? Thành thử ra hiểu được đạo như vậy, tất nhiên là dầu nó đến với mình trên cảnh nghịch cảnh khổ, Phật không độ mình, hay là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không hộ mình, nghĩ cái đó nó càng cần. Các ngài độ cho mình sẵn sàng độ, chứ không phải. Nhưng mà cái nợ của mình đang gây đời trước thì các ngài đã cho để mình trả cho nó rồi đi, chứ bây giờ nợ đã gây ra rồi, bây giờ rồi các ngài ra tay, các ngài giật nợ người ta ra, các ngài giật nợ là coi nó không được, là độ. Còn nếu mà tới cùng cực đi nữa mà cái người đó gặp cái cảnh mà có thể nói rằng bị trả cái quả gọi là phải chết, thí dụ vậy đó. Đời trước một cái kiếp nào nó mình tạo cái nhân sát hại người ta, rồi trải qua nhiều đời nhiều kiếp người đầu kiếp, nó kêu là gì đó, nó chưa tới cái thời kỳ nó chín rụng thành nó không rụng, rồi đến cái thời kỳ nó chín là nó chín, thì trong lúc đó dầu cho Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay là các vị Bồ Tát đi nữa, với một cái tâm từ bi rất là từ bi hỷ xả, nhưng mà để cho mình trả cái quả đi, rồi sẽ tiếp độ cái linh tánh của mình đó đến cái chỗ thánh thiện, đến cái chỗ an lạc, giải tỏa cái cơ hội này, nhưng mà cái nợ nó còn, cái quả nó còn đó, rồi nó sẽ coi như là cả bản một cái khác nữa. Thì chứ nó như vậy thì nó không phải là tuyệt vương, thấy không? Thành ra người ta gọi là độ thanh không được độ tử. Còn như chúng ta một cái gì thì nó tưởng là ngài chỉ độ thanh chỉ khổ tu nạn chỉ tu nhưng mà chỉ tu nạn không đâu, nhưng ngài độ tử nhiều nhiều. Cho nên là mười hai lần nữa nó bị ngài cũng không được tới hai mươi hai lần nữa nó được coi là tội thôi.
trong mình quá khá khổ như tôi như thế nào, tiếp tục thế nào, hay là vô lượng thọ Phật căn giới của nó như là gì là con chỉ niệm, hiểu không? Chúng ta làm như vậy đó. Ngài, đây là ngài đồ sẵn không được thì mẹ đồ tử tức là ngài cầu cái đức Di Đà coi như là vô lượng thọ tức là đức Phật Di Đà, vô lượng thọ Phật căn giới tới những cái cảnh giới của Phật Di Đà. Đây là Phật Di Đà con chỉ là chỉ niệm. Và nói rộng ra để gì cái đó như vậy đó. Thành thử ra mình phải biết cái bảo hiểm thiền nó vướng là những cái gì, những cách sâu hàng ngày của mình này. Đó là cái tâm mình cũng chuyên không ai lúc nào đó là thiền hành cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng tức là những cái gì nó có một năng lực mà mình tạo, hoặc là cái năng lực đó mình đã tạo từ trước. Bây giờ đây cái thời gian nó đến khi nó gặp nó phải trả một quả cho đến tạo trưởng, tất nhiên là những cái quả báo mà đã tạo nhiều đời nhiều kiếp nó ngăn che trên con đường thiện của mình, bây giờ mình phải trả. Hiểu được như vậy đó, chứ những người khác tại sao ta không gặp những cái cảnh đó mà mình gặp, là mình hiểu, mình phải tu niệm ở tập hợp này thì trí quả đó, thì trí quả đấy ta gọi là pháp nhãn để mà nhận cái sự thật. Ngược lại không có cái hạnh nguyện tu như vậy đó thì tìm đủ cách này đủ cách kia để cho gọi là kéo xuống giống như mình hoặc là tệ hơn mình nữa mới chịu, đó là cái tâm chúng sanh.
cho nên mới có cái câu gọi là kêu là ngũ giả tùy hỷ công đức. Đó là nói cái chuyện thông thường. Còn bây giờ đây nói tới cái chuyện về cái lý của cái câu đó. Cái công đức đây là nói về luôn luôn công việc làm xuất phát từ cái tâm mà làm thì mới có công đức. Còn những cái việc gì mà xuất phát từ nơi cảnh mà làm thì cái đó không có công đức nhiều, mà cái đó gọi là phước đức. Thí dụ bây giờ chúng ta làm chùa, đúc chuông tạo tượng, thiệt ra mà nói với một cái tâm thông thường thì cái đó gọi là tạo của phước đức. Nhớ kỹ, chứ không có công đức được. Tạo cái công đức đó là phải từ nơi tâm mình. Thí dụ như quý vị gắn niệm Phật tới cái chỗ vô niệm, tụng kinh tới cái chỗ mà ba nghiệp hàng thanh tịnh, tọa thiền tới cái chỗ mà cái tâm nó định, đó là coi như là công đức. Công đức đó, công đức nó xuất phát từ nơi tâm. Vì thế cho nên hồi mà ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang hàng hải Như Lai Đông Độ, qua tới Trung Quốc, thì vừa lên đó thì gặp đời nhà Lương, vua Võ Đế. Gặp vua Võ Đế, vua Võ Đế thì ngài lập 72 cánh chùa, đúc 12 quả chuông, tiếp tăng độ chúng số 1, coi như là ngài làm như thế đó. Khi mà nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua, bực quá, nghe một vị tổ sư ở bên Tây Độ mà qua, bên cõi Phật mà qua thì bực quá, thấy không? Cái đi tới để mà viếng ngài, thì cái câu hỏi đầu tiên của vua Lương Võ Đế là nói rằng không biết bạch với tổ sư Quả Nhơn đây, tôi thì tôi tạo coi gì đó. Tôi tạo lập 72 cánh chùa, tiếp tăng độ chúng bố thí, nghĩa là làm tất cả, không biết có được cái công đức gì không. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài lắc đầu, ngài lắc đầu chứ không có giải thích. Chứ nếu mà ngài giải thích thì không đến nổi, nghĩa là lắc đầu không có nói gì một tiếng nào hết. Chứ nếu mà hỏi không biết là tôi làm như vậy bằng con phước đức gì không, thì có thể là ngài gật đầu là có phước đức, công đức. Vì vậy cho nên vua Lương Võ Đế thấy gì không hợp rồi. Như thế này đối với vị tổ sư mình làm hết sức lâu nay như vậy mà giờ hỏi ngài lắc đầu là không có trở cho ngài, nó không còn được gì hết trở đến đó. Thì để nói ra cho quý vị thấy rằng nếu trong khi nói phải nói thêm chút nữa chứ không nói thêm thì sợ không hiểu. Tất nhiên là cũng cái làm đó, cũng làm chùa đúc chuông tạo tượng đó, mà với một cái tâm gọi là cái tâm vô lậu nghiệp, nghĩa là không cầu cho phước báo hữu lậu, phước đức. Nghĩa là với một cái tâm làm với một cái tâm để mà độ sanh, làm với một cái tâm để cho chúng sanh nó quy hướng về, để mà giúp đỡ cho nó trên con đường tu, với cái tâm đó thôi, chứ không có nghĩ là mình làm để kiếm phước kiếm đức, làm để cho mà được sống lâu, để cho không cần. Thì cái đó cũng làm, cũng cái việc đó nó trở thành ra công đức. À, quý vị nhớ vậy đó. Còn nếu mà làm với cái tâm để cầu phước báo, hoặc là tâm mà để mình làm cái chùa này để cho lớn hơn cái chùa kia, cho người ta khen, để khen rằng là mình làm cái chùa này tốt quá, chùa lớn đó, thì cái đó nó thuộc về phước đức hữu lậu, không có đi tới đầu hết á. Thì hưởng hết cái phước hữu lậu đó là phải luân hồi, phải đọa lạc lại. À, cho nên nói rộng ra, nói về cái lý của cái câu mà kêu là ngũ giả tùy hỷ công đức á. Công đức là xuất phát từ nơi tâm. Thí dụ như bây giờ quý vị chuyên thanh tịnh tâm đến cái kết quả thì cái đó ta gọi là công đức lành. À, tất cả những cái gì mà làm từ nơi cái tâm của mình mới gọi là công đức. Còn cái gì mà làm với một cái tâm thường, tâm phàm, hoặc là làm với một cái vọng tưởng điên đảo, hoặc là một cái danh cái tướng, thì cái đó nó chỉ phước đức thôi, thường cái phước báo chút ít thôi, chút ít chứ không có nhiều nữa. À, chỗ đó ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân,
sáu là phải có cái nguyện luôn luôn là phải thỉnh chuyển bánh xe pháp. Bởi vì chuyển cái bánh xe pháp mà chuyển á, nó mới nghiền nát được cái phiền não trọng trược của mỗi người, rôm rác những là của mỗi người, tức là phiền não đó. Ví dụ như quý vị nghe được một thời pháp như thế này, có thể là nếu mà chúng ta cái nghiệp nhẹ chúng ta tiến nó nhanh lắm, còn nếu mà có nghiệp nặng gì đi nữa nó cũng có tiến được chút à, không có chạy ngỡ nào hết. Cho nên lục giả thỉnh chuyển pháp luân, sáu là lúc nào dĩ nhiên là cũng phải biết những vị nào mà coi như là học hiểu giáo pháp tới nơi tới chốn, sự lý dung thông như là đạo lý biết tới nơi tới chốn thì luôn luôn là mình phải thỉnh chuyển pháp luân. Chứ còn không phải là nói thỉnh chuyển pháp luân được, có nhiều người học chưa tới đâu hiểu chưa cái gì rồi, nghĩa là nói nó không có tới đâu thì cũng không được, nó cái nó hại hơn là không có. Cái chỗ đó quý vị cũng phải để ý cái điểm đó chút. Chứ là thỉnh chuyển pháp luân tất nhiên là luôn luôn là thuyết pháp giáo hóa, là kêu là quay cái bánh xe chánh pháp. Mà quay cái bánh xe chánh pháp để chi? Để cái bánh xe chánh pháp mà nó chạy đi thì nó phải nghiền nát tất cả những cái rôm, cái rác, cái gì những nó đều là làm tiêu tan hết. Đó là muốn nói cái gì? Là muốn nói khi mà mình nghe pháp thường mà nghe pháp đúng không, thì tự nhiên cái phiền não trọng trược trong con người mình nó sẽ giải tỏa là mình nhờ giáo pháp. Chứ nếu mà không có giáo pháp thì không có giải tỏa được những cái gì đó, những cái phiền não trọng trược, những cái gì mà về cái nghiệp chướng tội chướng trong con người mình. Cho nên tại sao là tại vì cái lời của Đức Phật nói á, nó đúng chân lý, nó hợp với sự thật. Mà đúng chân lý hợp sự thật, nói cho nó dễ hiểu là nghĩ như thế nào, tất nhiên là Ngài chỉ lại cái con đường để mình trở về lại với cái tâm thiệt của mình. Để mình đi để mình trở về cái tâm thiệt của mình. Tất nhiên là mình thể nhập được cái tâm thiệt của mình. Còn bây giờ nói cho đúng, quý vị thấy không? Chưa chắc cho mình nhận được cái tâm thiệt của mình. Dầu là cái giảng cái nói nó cũng như là ở trong kinh Pháp Hoa đó, nói rằng Đức Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên. Cái đại sự nhân duyên đó là gì? Tất nhiên là Phật muốn ra đời để mà khai cho chúng sanh biết mỗi người có cái Phật tri kiến, kêu là Phật khai Phật tri kiến. Giải thích cho chúng sanh thị, tức là chỉ giải thích trong 49 năm trường thuyết pháp, nói đi nói lại nói tới nói lui là chỉ giải thích cho mỗi người đều có cái Phật tri kiến. Phật tri kiến là cái Phật tánh, là cái tánh biết cái tâm của mình đó. Để cho chúng sanh 49 năm trường, để cho chúng sanh ngộ mình có cái Phật tri kiến, rồi để cho chúng sanh nhập Phật tri kiến, tức là sống giữ lại cái Phật tri kiến của mình. Nhưng đó bây giờ quý vị thấy không? Mình nghe pháp cũng lâu cũng nhiều rồi, thấy băng theo quý vị nghĩ để cũng mẫu người cũng thùng hay thùng băng hay chẳng biết đâu. Nhưng mà nhận được Phật tri kiến chưa? Nếu quả thiệt mà mình nhận Phật tri kiến thì chúng ta không bao giờ dám thờ ơ một cái thời gian nào mà gọi là trễ nải cái chuyện tu tiến. Nhất định phát nguyện tu trì công đức hầu thí, là bởi vì mình phải phát nguyện để mình sống với Phật tri kiến của mình, đừng có thèm sống với cái phàm tri kiến. Phàm tánh, mình sống với Phật tánh, đừng thèm sống với phàm tánh. Còn hiện bây giờ đây mình sống hàng ngày này, toàn là sống với phàm tánh, không có một chút nào mà sống với Phật tri kiến. Lê nói chút xíu gì đó thôi rồi nó phủ quang, nó bị cái nghiệp chướng nó phủ quang đó. Vì thế cho nên kêu là gì nữa, ngũ giả tùy hỷ, lục giả thỉnh chuyển pháp luôn, luôn luôn là thỉnh, bất cứ là lúc nào phải chuyển pháp luôn. Đúng ra chẳng hạn như thầy nói cho rõ là mẫu địa phương như thế này, ít nhất là mẫu tuần lễ,
mình phải có một bữa ăn tinh thần. Ha? Nhiều khi tháng này qua tháng kia không có, không có, phải làm sao? Còn cái vấn đề mà tụng niệm hay là tụng kinh niệm Phật tọa thiền đó cái cũng muốn ăn tinh thần, nhưng mà muốn ăn tinh thần đó nghĩa là làm để mà làm cho chưa có hiểu. Còn mình có nghe pháp tức là mình hiểu cái việc làm của mình, nghĩa là mình mà hiểu việc làm là nghĩa là sao? À, ăn cái món này nó bổ kiểu nào nè, ăn cái món này nó bổ cái gì nó ăn. Còn còn không thì mình không biết, cứ đưa vô nó ăn thấy rồi nó bổ gì nó cởi, nó không biết gì đâu, thấy không? Thành thử ra ít nhất vì vậy cho nên quý vị biết tại sao mà mình cầu về cõi Phật nhất, tức là cõi cực lạc của Phật A Di Đà đó. Giờ đó làm dân chứ không phải nói về quý vị sức mấy mà về đó rồi thượng tòa sen ngầu liền được đâu, nhưng mà cầu về đó gặp dân thôi. Mà làm dân nó là bởi vì được a bởi bản trí bất thối chuyển. Là nhờ đâu? Là nhờ kêu là trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm kỳ âm dưỡng sướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phẩm, thấy không? Ngày đêm sáu thần nghe tiếng pháp luôn luôn. Khi Đức Di Đà ra thuyết, Di Đà thuyết lâu rồi Đức Quan Âm Thế Chí rộn đấu rồi chư thượng thiện nhân cứ luôn luôn ngày đêm, rồi cuối cùng rồi sợ cái chúng sanh mà mới về đó cái căn tánh chưa có được cao, Đức Phật mới kêu là tuyên lưu biến hóa ra các cái loài chim nè, bạch hạc nè, khổng tước nè, anh võ nè, xá lợi ca lăng tầm dài gì đó để mà thuyết pháp. Có nghĩa là nói như thế này, tất nhiên là ở bên đó tại sao gọi là thăng tiến mãi mãi là tại vì bất thối chuyển. Còn mình ở đây đó thì quý vị thấy không? Đâu có, nghĩa là cả tuần lễ, cả tháng mình không nghe được một lần, hỏi cái tâm mình làm sao mà không thấu chuyển được, rồi chạy theo đời, thấy không? Ở nhà mà hãy mở cái tivi ra là biết, nghĩa là đủ kiểu, chứ phải mà mở cái đó ra mà có những cái tiếng pháp ở trong mình nói thì nó đỡ cũng quá đi. Vì vậy cho nên đúng ra thì quý vị cũng phải, mặc dù không có tiếng pháp nhưng mà gắn mà nghe băng, nhưng mà phải biết cái cách nghe. Thầy nói cho chứ không phải nó đi làm mệt cả 6, cả 8 tiếng đồng hồ giờ rồi giờ mở băng mà nghe. Mình nhiều khi mình mở ra nghe mà không biết cái cách á, trong khi nó quý vị phải chịu khó mặc áo tràng ngay thẳng ngồi giống như mình ngồi thiền, hay giống như mình ngồi tụng kinh nữa, chứ không phải mà dở ra nghe mà quý vị nằm giữa ghế bố đó mà nghe một đầu không nghe gì được hết trời đó. Nghĩa là bên băng giảng là giảng, còn bên kia ngáy là ngáy. Mà nghe pháp như vậy dầu có mấy thùng băng đi nữa thì cũng nghe hoài mà nó có thâm nhập được cái gì đâu. Phải biết cái cách nghe nên nhớ kỹ cho nó đó, nghe phải cẩn thận. Đoạn nào mà mình chưa hiểu á là dặn nó trở lại, thì tôi nó trở lại rồi cái nghe lại lần nữa. Chưa hiểu á trở lại lần thứ ba, mà chưa hiểu á là ta phải ghi, ta ghi đó để chờ, để thưa hỏi chú quý tăng ni các vị khác. À, con nghe cái băng đó, cái danh từ đó hay là cái đoạn đó sao con không hiểu, nhờ ngài chỉ dùng. Đó đó là cái bổn phận của chư tăng, người ta phải trao cho những cái món ăn tinh thần là vậy đó. Đó, vì vậy cho nên thỉnh chuyển pháp luân rất là cần thiết. Đó, quý vị nên nhớ, nhiều khi nếu mà quý vị không có cầm cầu mà thì gọi là thỉnh chuyển pháp luân, thì nhiều khi quý thầy có, nó có pháp đó mà nhiều khi cũng không có dám kêu là ban bố, là tại sao ban bố ra mà người nghe không chịu nghe, thấy không? Thì nó cũng không có lợi lạc gì trọi đó. Thành ra chính mình phải vị pháp dòng thân đó, mình phải thỉnh mình. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện quý vị nên nhớ. Chứ còn ví dụ như là nói cái khi mà nghe pháp rồi quý vị nhìn thấy đó, có nhiều người ta chưa biết đạo, người ta không hiểu, sao cái lần để tiếng pháp phải có đèn nó nhang thỉnh, rồi còn phải đảnh lễ được chứ phải lạy được, nó nói sao mà cầu kỳ quá vậy. Nó có nhiều người ta nói cái đó là gọi là ta trọng cái chánh pháp, mà trọng cái chánh pháp đó gì là để rồi đây mình trở về lại với cái chân tâm của mình. Chánh pháp cũng là cái chân tâm đó, chân tâm nó cũng là chánh pháp, nó có gì hiểu vậy đó. Thành thử ra đó là mình trọng pháp để mình muốn, nghĩa là làm sao để mình nghe được pháp để mình trở về lại với cái tâm thiệt của mình. Kêu là lục giả thỉnh chuyển pháp luân ha, thất giả thỉnh Phật trụ thế. Cái lời nguyện thứ bảy
là coi như là luôn luôn mình phát nguyện, phát tâm để mà cầu nguyện sao cho chư Phật luân phiên để ra đời. Nhưng mà cái chuyện cầu nguyện đó thì nó không phải dễ đâu. Bởi vì cái tới cái thời kỳ nào Đức Phật mới ra đời chứ đâu có phải Ngài muốn ra đời lúc nào ra đời đâu. Thì bây giờ đây, thay vì cái thỉnh Phật trụ thế mà thỉnh các Ngài ra để mà ra đời mà trụ thế gian này, thì mình phải gắn mỗi nơi để mà mình kiến tạo cái ngôi thế gian trụ trì Tam Bảo. Bởi vì khi mà hãy kiến tạo cái ngôi thế gian trụ trì Tam Bảo rồi á, thì nhất định là phải thỉnh Phật về thờ, là thỉnh Phật trụ thế, thấy không? Mà hãy có thỉnh Phật về thờ thì tự nhiên là chỗ đó phải có kinh pháp, hãy có Phật bảo là phải có pháp bảo, mà hãy có pháp bảo thì đương nhiên là ngôi chùa đó phải có tăng bảo, mới ra là cái ngôi Tam Bảo. Thì tăng bảo đó tuy là đứng sau cả Phật bảo pháp bảo nhưng mà quan trọng vô cùng. Nếu mà không có tăng bảo chơn tu thập học, phải nhắn tu chơn tu thập học nó, chứ cũng có nhiều hàng tăng bảo lắm nhưng mà không có chơn tu thập học thì cũng không có bị đau đầu đâu hết. Nếu không có tăng bảo thì ai mà hoằng dương cái giáo pháp kia? Rồi không ai hoằng dương cái giáo pháp kia, làm sao chúng sanh biết Phật là gì, biết pháp là gì? Vì vậy cho nên á, mới có cái câu trong kinh vừa: tăng năng hoằng đạo, đạo dĩ nhuận thân, y nhân y đạo, giai thành thánh đạo. Tăng là để hoằng hóa cái đạo, hoằng hóa cái đạo tất nhiên là đem giáo lý giảng dạy. Hay là nói một cách khác nữa là đem cái kêu là gì đó, chỉ thay thế cho Phật, để chỉ cho mỗi chúng sanh ai ai cũng đều có cái Phật tri kiến. Hai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Đó, thành thử ra kêu là hễ có thỉnh Phật về thờ ở chùa, đương nhiên là phải có giáo pháp ở chùa. Kinh là phải có, nhiều khi người ta phải thỉnh luôn cái Tam Tạng giáo điển về để mà truyền bá. Rồi là phải có tăng. Không có tăng ở chỗ nào cũng, trường hợp khác thì cũng phải có các vị ni họ đại giới chân chánh tu hành, nghĩa là thay thế cho cái ngôi Tam Bảo, gọi là Phật pháp tăng ngôi Tam Bảo. Thì cái đó gọi là với cái ý nghĩa mà thỉnh Phật thủ thế đó. Rồi nói về cái lý, cái đó là nói về cái sự. Còn nói về cái lý á, chính khi mà thỉnh Phật trụ thế mà có Phật, có pháp, có tăng như vậy rồi á, thì lúc bây giờ để làm cho mỗi người mà hồi nãy thầy đã giảng rồi đó, mỗi người để xây dựng lại cái ngôi Tam Bảo của mình, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, thì phải như vậy đó, chứ còn không có thì không được. Là bởi vì ở trong cái tự tánh của mình đó, trong cái tánh của mình đó, nó có Phật bảo, có pháp bảo, có tăng bảo, như nãy thầy đã giảng đó, tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, đó là phải nhờ có thỉnh Phật trụ thế trước nè, tức là thỉnh Phật về thờ, rồi có giáo pháp, rồi có chư tăng để mà hoằng đạo, rồi để cho tất cả bá tánh người ta biết rằng như vậy thì Phật có dạy rõ ràng là cũng như nói tới cái vấn đề quy y. Mà nếu mà quý vị mà về chùa đầu tiên, quy y cũng vậy đó. Thiệt ra nói hồi xưa ta hiểu quy y giống như là đến Phật để rồi còn nhỏ thì gọi là ký bán, lớn là gọi quy y, là nhờ Phật phù hộ cho gì đó, nghĩa là cho sống lâu, hoặc là cho giàu có, hoặc là cho mua may bán đắt. Từ từ hồi xưa ta hiểu cái ý nghĩa quy y nó vậy đó. Nhưng mà sự thật mà nói, hiểu cả sự cả lý, ví dụ như chúng ta là mới lễ quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng, đó là có sự quy y. Nhờ cái sự quy y đó, nó mới thể nhập tới cái lý quy y, tức là mình trở về quy y với Phật tánh của mình, trở về quy y với pháp tánh của mình, trở về quy y với tăng tự tánh của mình. Đó, thấy không? Cho nên là tụng kinh, tụng sám gì xong hết rồi á, là phải tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, rõ ràng như vậy đó, để quý vị thấy. Đó. Thành ra thấy rồi, kêu là pháp giả thành Phật tự thế. Bát giả
gì nữa nè, Huy nhớ nhắc dùm câu đi. Thường tùy Phật học. Tám là thường theo để mà học Phật, bởi vì mình học Phật để làm Phật, chứ không phải theo học theo ở ngoài thế gian, học biết cái môn này cái môn kia để ra làm mướn ăn để nuôi cái thân này mà tạo nghiệp, đâu không phải vậy đâu. Mình học Phật tất nhiên là một á, là mình nói cái nghĩa thường là học có nghĩa là đặt trước Phật làm thế nào, con đường Phật tiến, Phật tu, Phật đi, tu hành thành Phật thế nào, mình học theo cái gương đó để mà coi là tiến tu đạo nghiệp. Hai nữa, học Phật là gì? Học để mình cái chỗ nào mà mình làm nó sai, không có đúng, mình học để mình biết, mình coi là mình làm cho nó đúng, tại đừng để cho nó sai, mình sám hối rồi một cái mình thực hành lại cho nó đúng. Đó. Thành thử ra thường tùy Phật, thường theo học Phật luôn luôn. Cho nên đó, còn nói một cái nghĩa mà gọi là cái lý siêu việt nữa, là mình học tất nhiên là cũng như là mình tìm lại cái tánh Phật của mình. Thường tùy Phật học là tìm lại cái tánh Phật của mình. Bây giờ mình thấy toàn là mình mang cái tánh chúng sanh không, cái tánh coi như là phiền não thôi, chứ không có cái tánh giác, không có cái tánh. Bây giờ mình học Phật để gì? Để mình giải tỏa cho được những cái phiền não, những cái trọng trược, những cái tánh mê lầm đó, để nó trở thành cái tánh giác. Cái tánh giác, tánh giác tức là tánh Phật. Phật là gì? Là giác ngộ. Phật là gì? Là sáng suốt. Phật là gì? Là giải thoát. Thành ra bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hàng tụng chúng sanh, chính là luôn luôn bình thải tùy thuận với chúng sanh, nên gọi là hàng tụng tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Tùy thuận chúng sanh đây có nghĩa là như thế nào? Cái này nó cao siêu lắm chứ không phải thường đâu. Là làm cái gì mình muốn giúp cho chúng sanh, tức là những cái người muốn trở thành cái người bạn đạo hay là trở thành những người đã biết tu, là luôn luôn nói tới quý tăng ni ở bề trên cũng vậy, luôn luôn cũng phải tùy thượng chúng sanh, tùy thượng chúng sanh để độ chúng sanh. Cũng như quý vị cũng vậy, đối với bạn bè những người đi sau mình luôn luôn phải tùy thuận. Nhưng mà tùy thuận đây không có nghĩa là mình tùy thuận được người ta biểu gì mình làm anh ấy, hoặc là người ta biểu mình tạo nghiệp rồi mình tạo nghiệp, không phải vậy đâu. Tùy thuận có nghĩa là như thế này nè. Ví dụ như bây giờ có những chúng sanh họ mới tới chùa, thấy không? Nghĩa là họ tỏ ra coi như là không biết hết cái này, biết hết cái kia, nghe người ta nói, nghe người ta giảng dạy, nghĩa là biết, tỏ ra là biết hết, nhưng mà sự thật chưa có biết gì rõ chân á. Thì các vị sư hay là các vị ni ở trong chùa, mình phải, không phải, mình phải tùy thuận một chút. Bởi vì phải có gieo cái đạo tịch, có tùy thuận đó, sau này mình nói người ta mới nghe, mình giải thích những cái chỗ người ta sai đó người ta mới nhận. Còn nếu mà người ta mới vừa nói lên cái rồi mình bác mình nó không có, không nói bậy cái đó không có đâu, không tin trong sách không phải vậy vậy đâu, ông này kia, thì tất nhiên là không có tùy thuận đó, tất nhiên là nó gieo cái sự ác cảm nữa. Mà hãy nó gieo cái ác cảm nó không bao giờ lần thứ nhì mình nói không thèm gặp mặt mình nữa, chứ đừng có nói tới thèm tùy thuận mình vậy đó. Cho nên các vị Bồ Tát ra đời đó, là kêu là tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, biết bàn sanh tử đang không. Thì mình bây giờ là Phật tử cũng vậy, nghĩa là phát cái tâm đó đó của 10 cái đại hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, đó là một cái hạnh nguyện kêu là cứu giả hành thuận chúng sanh, luôn luôn phải thuận theo chúng sanh, mặc dù họ có nhiều cái tánh ác tánh độc đi nữa, đầu tiên mình cũng phải nhắn để mình tùy thuận, thấy không? Chứ mình không có tùy thuận á là nhất định là mình không có độ họ được, chắc chắn không bao giờ độ họ được hết á. Thì vì vậy cho nên ngài mới nói phải phát cái nguyện, và cái đó phải phát nguyện à, chứ không phải là dễ đâu, không phải là đưa nghĩa là đơn sơ mà làm được cái chuyện đó đâu. Phát nguyện có nghĩa là mình phải biết là mình phải có cái đạo lực này, rồi phải có một cái sự mà mình hiểu biết thông cảm này, nghĩa là trước sau
Chú là cứu giả hàng thuận, hàng thuận chúng sanh để mà giúp cho chúng sanh, để mà độ cho chúng sanh. Còn nếu mà mình không hàng thuận chúng sanh là không bao giờ chúng sanh họ nghe theo mình, hoặc là họ hướng về mình, hay là họ chịu cái sự mà giáo huấn giảng giải mình không bao giờ, thì không có độ chúng sanh được. Mà cái mục đích của mình là để mà giúp đời, giúp đời tức là độ sanh, cũng như trọn cuộc đời của Đức Phật. Ngài lấy cái chuyện độ sanh làm trọng lượng hết, hay là các vị Bồ Tát, ngay cũng như là các vị Tăng cũng như đó, luôn luôn là hy sinh đời sống cá nhân của mình để mà phụng sự cho Phật Pháp và phục vụ cho chúng sanh. Thì cái đó là độ sanh hay cái gì nữa? Nó như vậy cho nên cái cứu gia hàng tuần chúng sanh đó đâu, cái lời nguyện thứ 9 mà ai muốn thuận theo cái lời nguyện của Đức Phổ Hiền là phải hành theo 10 cái hạnh nguyện đó. Mà 10 cái hạnh nguyện đó mà chúng ta thực hiện được, tu hành thực hiện được, thì quả vị Bồ Tát coi như là chúng ta nắm trong tay, không có chạy ngõ nào hết. Đến cái chót thập giả phổ giai hồi hướng, thập giả phổ giai hồi hướng, cái lời nguyện thứ 10 á, 10 á là khắp điều hồi hướng. Quý vị hiểu hồi hướng là sao? Hồi hướng, hồi hướng cái nghĩa cao siêu. Thì thầy nói dễ hiểu là hồi á, nghĩa là mình gom, gom tiền, gom bạc, hay là gom những cái việc gì làm mình gom lại. Hướng là mình cho, hướng nghĩa là đem cho. Thí dụ nói rằng là quý vị giờ làm lễ phóng sanh để hồi hướng cho người nào, quý vị tụng thời kinh, tụng xong cái thời kinh đó rồi hồi hướng phục nguyện là vậy đó. Tất nhiên là cái thời kinh đó mình tụng mình không phải để lợi cho mình đâu, mà đem cái công của mình đó, bây giờ mình hầu hướng cho pháp giới chúng sanh tịnh ngộ, để tu hành, để giác ngộ. Thành ra cái chữ hầu hướng đó, nó có bốn nghĩa: hầu tự hướng tha, hầu nhân hướng quả, hầu sự hướng lý, hầu tướng hướng tánh. Dễ sợ vậy nên nó tới bốn, có nghĩa là mọi việc mình làm cho đạo, gọi là làm đạo, công quả, tu niệm, rồi á là đừng có nghĩ làm cái đó là cho mình, phải cho gia đình mình, mà làm nó để hầu hướng cho pháp giới chúng sanh, hay là mình muốn hầu hướng gửi về cho ai đó, người mà mình thân á. Ví dụ như nói giờ mình muốn cầu cho hương linh của người thân của mình được siêu độ, thì mình tụng một thời kinh, hoặc là mình làm những cái việc gì đó thì mình hồi hướng cái công quả đó, cái công lao đó, cái công đức đó cho hương linh đó, cho chúng sanh đó, gọi là hồi hướng. Thì cái chuyện tu hành làm đạo của mình hàng ngày đấy nè, thí dụ như quý thầy quý cô xuất gia mà gọi là làm đạo hàng ngày đấy nè, cuối cùng là người ta đều là hầu hướng cho pháp giới chúng sanh, chứ người ta không có nghĩ người ta lãnh riêng. Bởi vì lãnh riêng á là nó giống như là lãnh riêng là lãnh cho cái giả ngã của mình rồi, cái ngã. Còn nếu mà mình hồi hướng á, tức là mình làm cho cái chân ngã, tức là cái chân lý, cái chân ngã tức là cái chân tâm, cái chân ngã tức là cái chân tánh. Đâu có gì không? Còn cái gì mà mình làm á, mà mình không hầu hướng á, tất nhiên là mình làm cho cái giả ngã, làm cho mình. Cái giả ngã này nó đâu có tồn tại đâu. Vì vậy cho nên quý vị hiểu cái đó, để rồi quý vị hiểu thêm là hồi mặt trời ta dưới đất, quý vị nghe mà, Ngài nói cái câu đó, câu kêu là thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới đất chỉ có cái chân ngã là độc thân. Cho nên chúng ta thấy Ngài nói cái chữ ngã đó là chân ngã, chứ không phải là giả ngã. Không phải là Ngài nói cái ngã đó là cho Ngài đâu. Nếu mà nói giả ngã thì tại sao trong kinh Kim Cang Ngài biểu rằng phải phá ngã tương dương, tương chung sanh, tương thọ giả tướng, thấy không? Thành thử ra cái câu đó mình phải hiểu là Ngài nói chân trên trời dưới đất chỉ có cái chân ngã, tức là chân ngã tức là cái ngã gọi là bao la rộng lớn, gọi là cái chân tâm á, gọi là chân tánh á, gọi là Phật tánh á. Hầu hết người đời chưa hiểu cái đó đó, người đời người Phật tử cũng vậy, nó không biết đó, nghĩa là làm cái gì. Để mình tiếp tục cho nó nhanh nhanh tới Phật nguyện, tức là
phát nguyện tu trì trong đức hồi thí, chứ đừng có nên coi như là trì quẩn, bởi vì ở cái thế giới này, cái thế gian này mà mình không có sáng suốt vững chãi, như là phát tâm mạnh mẽ, thì nó chướng ngại đủ thứ gì, nó chướng ngại nghĩa là tâm linh mình không có sáng suốt, không có lên đi lên được. Do đó cho nên bất cứ là đứa hạn tuổi nào, sẵn khi mình hiểu đạo được rồi là mình đừng để nó trễ nữa, chứ nó cũng trễ lắm rồi. Nhưng mà không phải vì cái trễ đó mà mình bỏ nó trễ nữa, bởi vì có nhiều người lớn tuổi ấy, lớn tuổi quá, người ta thôi bây giờ mình già, không có tu kịp nữa, con trễ nó đi luôn, cho nó đi luôn rồi đi, để nguyện tiếp sau. Có nhiều người nói vậy, cũng đừng có nghĩ như vậy. Nếu mà chúng ta hiểu về lý đạo thì cũng đừng sợ cái đó. Bởi vì Phật dạy mê nhất giết ngủ. Cái nhà mình để tối, nhưng mà bây giờ nếu mà mình có một cái đèn sông, một cái đèn lớn để mình xách vô là nó sáng liền. Cho nên nó không phải đợi nó không, cái nhà này để cho 100 năm, nó từ từ nó mới sáng, không có vậy. Nhớ tu là phát trí thanh tịnh. Khi mà mình tu hành phát một cái tâm giọng mạnh á, thì bao nhiêu cái nghiệp chướng đời trước nó theo đó mà nó bắt chương, nó trở thành tu là mê nhất thiết ngộ. Nhưng mà thành ra quý vị lớn tuổi gắn cho phát tâm cho mạnh mẽ, cũng như quý vị trẻ tuổi hay là quý vị gì đó còn đương chúng cũng phải gắn mà nghĩ tới, coi như là ngày qua tháng lại hoặc lại bạn nào phải đi sống tốt chứ đừng có để trễ. Bởi vì anh trễ nữa thì Việt Nam mình nói cho cái sự tướng vì thân thể mà thì phải nói đến mình lớn tuổi và biết học đạo mà nghe đạo cũng khó nhớ, rồi hành đạo cũng không phải là dễ. Còn cái ý mà mình mới nói về cái lý đạo, cái lý nó là vậy đó, chứ mà cho cái sự không phải là dễ đâu. Thành thử ra đi sớm chừng nào tốt chừng, tức là tiến bước theo con đường đạo, tìm cái con đường giải thoát, sống chừng nào tốt chừng đấy. Cũng như là sĩ Đạt Ma đó, nghĩa là ngài cũng thương cha già, thương sơn hà xã tắc vợ đệ nhân mà phạt bắt buộc phải ra đi, là bởi vì trong lòng ngài, ở trong cái linh tánh của ngài, trong cái Phật tánh của ngài luôn luôn nhắc nhở ngài ngài chữ đã lớn rồi, đang không nhớ lại những lần chuyện xưa, xin tu chứng đạo chân thiện. Trần gian vẫn được say xưa làm gì, ngài còn làm lửa thế thì người còn làm lửa thế thì chúng sanh ngu dại ai vì bỏ ta, mau mau mở lối nước bạn tiêu đèn trí tuệ nhất là vì vậy. Cho nên á, quý vị là cái trẻ mà hiểu được đạo hay là còn trẻ nữa mà biết là nên phát tâm mà tiến sống được là tốt thì thế, chứ đừng có để coi như là dập dàng. Dập dàng này ra thắt lại rồi, nó tốt, nó rồi cái chuyện tiện này nó đến, chuyện kia nó đến, nó chui sống ở trong cái vọng nghiệp tiền não, mệt lắm. Đó là thầy mong sao cho quý vị nhờ cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền sẽ cảm thông đến quý vị đi cùng Phổ Hiền là hành cho được một cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Theo quá những Bồ Tát coi như là cũng mình đắc tâm tới trong đời này đó, có hai đạo tới đời sau mà có nghĩa gì hơn đó. Thì coi như là cái đề tài hôm nay đến đây thầy giảng một tuần lại trước thì giờ thì có vài vị yêu cầu lâu rồi, nhưng mà cũng có việc rất là một phần thời gian cho cái ý nghĩa với cái công dụng mà niệm tôi là sổ công cứ á, ví dụ cái đó sổ công cứ niệm Phật chấm tôi qua xe một phần cái đó ý nghĩa là sao, cái đó là sao. Thì thiệt ra mà nói nó về cái ý nghĩa là như thế này, là khi mà coi như là lãnh cái sổ công cứ đó là để làm cho tôi là tăng tiến được rồi, tôi đây là cái tấm giác của mình. Còn nếu không lãnh á, thì thiệt ra cái người nào phát tâm giảm mạnh á thì nó mới điều gì được điều. Còn nếu không á thì nó dễ quên mà như lãnh nó dễ chán á, hiểu không? Nếu mà không có cái sức tinh tấn á, chán có nghĩa là như thế nào?
có thể nói rằng một bữa thì nhớ thực hiện, một bữa thì quên thì thôi. Thành thử ra nếu mà không tránh cái sổ công chế đó là coi như là kỳ một ngày, ví dụ như 20 sâu là phải, mình phải giữ làm sao cho 20 sâu cho lẽ nó, chứ còn cái nghiệp tánh của mình nó kỳ lắm, nghĩa là tinh tấn đã được có mấy bữa đầu rồi, rồi sau đó mới là không muốn niệm nhiều nữa, mà nói niệm thì tâm người thấy nó có mệt, nó mỏi, do đó cho nên có cái sổ không chứ đó, đó là chưa sổ để là đặt ra để thúc đẩy cho người niệm Phật, để mà chi, để cho con như là tinh tấn. Hai nữa là để luân tập cái câu niệm Phật vào ở trong cái tâm của con người, chứ không phải chỉ niệm ở bên ngoài, mà bởi vì niệm bên ngoài thì niệm tức là niệm chẳng hạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu Đức Phật về tiếp dẫn về tới phương, khi mình tâm tuổi già thì cái niệm đó coi như là nó chỉ là cạn cợt, mà nó chỉ hướng về bất sự không, nó không có tha thiết, nó không có hết lòng hết dạ, nó không có quân tập bằng một cái chẳng hạn một quyển sổ phong cứ, nhất là niệm cũng là cả muôn muôn vạn vạn lần, nghĩa là không biết bao nhiêu, bởi vì một cái cắm bên trong một cái hoa sen đó tất nhiên là phải là coi như là 20 tuổi cắm một cái hoặc là 20 tuổi, cái nắp tùy theo mỗi người, tùy theo mỗi người đó, thì luôn luôn á là niệm phong cứ là với một cái ý nghĩa đó, để luôn luôn tinh tấn ngày nào phải lãnh là phải niệm. Người ta nói nôm na cái đó giống như là cái sổ phòng hành, có niệm đầy hết ở trong đó rồi, bởi vì mỗi tờ mỗi trang đó là có Đức Phật nào đó chứng minh, rồi có cái gì tăng hiện tại nghĩa là chứng kiến cho nữa, để cho chắc chắn nghĩa là tiến tới mà ở đầy hết được một cái quyển sổ đó thì cái vấn đề chưa là đọc Phật giảng Tây Phương. Giờ nó cho nên mới có coi như là thiết lập là cái sổ công cứ. Công cứ có nghĩa là niệm Phật mà khắc kỹ ở trong cái, cũng như cái định kỳ, những cái định kỳ phải mỗi ngày phải niệm bao nhiêu, có niệm bao nhiêu. Rồi tự nhiên là trong khi niệm thì phải có một cái câu, gọi là cái câu phải đặt cái bài kệ đó trước thì nó niệm sau thì nó mới có hiệu quả, tức là thủ kỳ đức ba ba chữ mà 108, còn 108 ý nghĩa ra có gì khác là chỉ dễ dàng thủ kỳ đức ba ba diệt tội đắng hàng sơn, nghĩa là tay cầm 108 là có thập bát thôi mà được thôi, còn một cái chữ dài tôi là thủ kỳ đức ba ba diệt tội đắng hàng sơn. Là khi mình niệm Phật, phải một câu niệm Phật, tất nhiên là nó giải tỏa được một cái tội nghiệp, hoặc là như là ở trong kinh có nói câu là như là nhất kinh Nam Mô A Di Đà Phật tiêu trừ bát dạng tất kiếp sanh tử tập tội, nguyên văn nó như thế, nghĩa là một câu niệm Phật niệm với cái tâm thành của mình, chứ không phải niệm với cái miệng không đâu. Không phải cái niệm cái chữ mà giống như là con vô trong cái xét rồi mà mở ra cái chữ đó, không phải cái tâm thành của mình thì niệm được một câu đó. Cũng như là cái lần nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà trong 48 lần nữa, cái lần nguyện thứ 18 Đức Phật nói rằng coi như là nếu có chúng sanh này mà giữ cái tâm mười niệm danh hiệu của ngài thì 10 lần Nam Mô A Di Đà, mà nếu mà khi lâm chung mà không được sanh về thế giới cực lạc của ngài thì ngài thề không làm. Đó là cái lần nguyện của mình hết. Nhưng mà quý vị nên nhớ nè, 10 niệm cũng không phải là dễ nhất tâm đâu. Trên thực tế quý vị để ý đi, mình niệm nào cái câu trước thì nó còn vững, câu thứ nhì là vọng niệm nó xen vô rồi, câu thứ ba là tạp niệm rồi, câu thứ tư là có nhiều khi nguyện niệm cho cái tâm nó không giúp được, mà làm sao kêu là thập niệm, nghĩa là chuyên tâm 10 niệm, không phải là vấn đề. Nếu mà 10 niệm đó mà kiểu mình chuyên tâm mình nhất
thì cái đó thầy nghĩ là đâu có gì đâu có mà vấn đề đó nó đã coi như là nhập được cái như đang tạo tánh rồi. Nhớ lại hiện công tứ này để cho nó đi về cái lý niệm Phật cho nó tôi là nó thấm nhuần, nó thấm nhuần ở trong tâm á. Quý vị nhớ trong tâm là thế này nè, lúc nào cũng có nhớ không phải bằng thiện nữa mà thiện nó mới giải trừ được cái nghiệp chướng mà mới nhắc sanh tịnh độ Đà La Ni mới nó mới dễ dàng được chứ không phải dễ đâu. Tất nhiên là niệm Phật tức là tâm, niệm tâm tức là niệm Phật, làm cho tâm với Phật nó nhất như tâm với Phật bây giờ làm một bản thân nhất như cho không có khác nữa thì chừng đó mới giảng sanh được. Có nghĩa là niệm cho đến khi nào mà giàu là có một dạng giàu là có thối nhưng mà trong tâm Phật nhớ dẫn sáng dẫn niệm thì nó là nhất. Còn nó mà chỉ niệm cái niệm không á mà tới khi bệnh người ở trong này có tùy được đó thấy chưa, nhất là cái thời đại này nữa, cái thời đại này nữa là quý vị phải chuyên cái nó nữa, tức là lan truyền trước chứ để mà thường ở cái xứ bệnh Tây Phương là ông Mỹ vừa cái vậy mà nó bệnh hoạn cái nhất là cái mấy người lớn tuổi thì tự nhiên là người ta phải đưa bệnh viện là vô bệnh viện mà nếu mà cái câu này chưa làm cái bệnh này con cháu nó ở đâu đó ban hộ niệm ra nó có ở đâu đó nó được nha thì ở trong mình phải phải tự mặc dù là bệnh hoạn nó tới nó hành hạ cơ thể này nó từ cái nghiệp đời trước mình tự nhiên nó hành hạ nhưng mà không chạy được. Nên niệm tới cái chỗ đó đó, niệm tới cái lúc mà làm sao mà ngủ cũng thức cũng cảm nhớ, đi đứng nằm ngồi cũng cảm nhớ ở thế. Thì được như vậy đó thì không có đưa mình và cái niệm công tứ là để mỗi khi ngày nào cũng niệm, ngày nào cũng niệm, ngày nào đó là cái trợ duyên tu hành của chỗ đó. Cho nên hữu trì của ta là diệt tội đẳng giúp cái tội như là nhiều như số các phần này. Viễn ly tam đồ khổ, người mà có niệm Phật á thì không bao giờ vào ở trong ba con đường khổ, địa ngục, ngũ quỷ, súc sanh. Bởi vì niệm Phật á là niệm tam, cái tâm mình nó sáng rồi, mà cái tâm mình nó sáng là sao vô địa ngục, vô địa ngục là cái chỗ tối, chỗ tối trong đây mà ngạ quỷ là cái tâm đấy là nó như là nó hoảng sợ, nó tham lam. Mà khi mà nó niệm Phật là nó đã nó sáng sạch, nó đủ vô lượng Phật, vô lượng mà vô lượng công đức rồi thì làm sao mà tới cái chỗ đó chi. Rồi cũng như vậy niệm Phật tất nhiên là không bao giờ mà làm cái đỏ đỏ là nó là xuất sanh, bởi vì xuất sanh là nó si mê mờ tối, nó hiểu gì nội tâm ấy. Mà niệm Phật là luôn luôn là vô lượng quang, chiếu sáng vô lượng, làm sao mà trở thành cái loài kia là loài xuất sanh. Cái loài xuất sanh quý vị thấy không, nó sống mà nó không biết trời đất gì đâu, nghĩa là có hiểu cái gì ở đâu, tức là si mê mờ tối. Thành ra mình niệm Phật để chi, để cho cái tâm mình nó có, thành ra niệm là phải hiểu cái nghĩa này cái này. Nam mô Phật là cánh giác, mình trở về với cánh giác của mình. A Di Đà có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nghĩa là mình trở về với cái cánh giác của mình có đủ vô lượng thọ, có đủ vô lượng quang, có đủ vô lượng công đức, luôn luôn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Bà Bồ Tát. Quý vị muốn niệm cho chúng thành cũng được, Nam Mô A Di Đà Bà Bồ Tát hay là quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Thì cái chỗ này gọi là viễn ly tam độ khổ, xuất sắc biến liên quan, luôn luôn á là cái sắc sen. Bởi vì thường thường cái tâm của mình, tâm con người mình có cái chánh nhân Phật tánh thì mình phải làm sao để cho nó có cái liệu duyên vô Phật tánh, nó đi tới cái liệu vô Phật tánh. Cho nên thường thường người ta phải lấy cái hoa sen để mà tu biểu cho đạo Phật. Đạo Phật lấy cái hoa sen để hiểu là bởi vì cái hoa sen ấy là nhân hòa đạo thầy. Trong tất cả các cái hoa khác quý vị nhớ không, cho nó rụng cái hoa rồi nó chết cái khác, chỉ có sen khi mà nó mới vừa đi bút sen chút xíu thôi là trong đó nó có gương sen, trong đó là cái gì cái này còn cái gương sen nhân quả đồng thời. Mà nhân quả đồng thời tất nhiên là nó tượng trưng cho mẫu, tư biểu cho mẫu người,
mỗi người chúng ta này, Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Vì vậy cho nên mình có cái Phật tánh sẵn, bây giờ đây mình phải làm sao cho có cái chánh nhân Phật tánh sẵn. Mình phải nhờ cái duyên hơn, duyên nhân tức là nó phải tân hơn cái duyên để cho cái Phật tánh đó phát hiện nó đi tới nơi tới chốn. Khi nó tới nơi tới chốn rồi nó thành liễu nhân Phật tánh, tức là con người được giác ngộ thành Phật đó. Vì thế cho nên nó gọi là xuất tánh biến liên quan, nghĩa là niệm cho đến nỗi mà để cho mình thấy cái tâm hồn mình bây giờ nó giống cũng như là một cái hoa sen nhân là Phật. Mà hoa sen là tất nhiên là tưởng tượng nhiều ý nghĩa lắm, gần buồn mà chẳng có cách nào được, nghĩa là mình sống trong cuộc đời này mà mình không có cách nào cuộc đời buồn như cuộc đời đó, nhưng mà xuất sắc cũng như nó niệm Phật nó tới mức độ đó đó, rồi mình tất ái hà thiên xích lãng, cái sông ái nghĩa là sâu ngàn thước, khổ hải vạn trục ba, cái biển khổ nghĩa là cái sống nó vận dụng ở trong muôn trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu, cái kêu là cái khổ hải vạn trục ba, dục thoát luân hồi khổ, muốn ra khỏi cái nỗi khổ sanh tử luân hồi thì tạo các niệm như vậy, cần phải sống cái niệm, cái niệm phải đặt cái câu đó như đã trong tâm tứ lời niệm. Và cái ý nghĩa của cái sổ tâm tứ là cái chỗ đó là để trở là cái thắng duyên tu trì cho cái người gọi là đi giữ pháp của Phật, là thắng duyên tu trì cái gì nhớ, chứ không phải là cứ làm cho lấy có đó rồi không có nhất tâm nhất đức làm lấy có, nghĩa là tới giờ cũng đưa ra niệm vậy rồi cứ niệm, trong khi niệm thì niệm thì cũng niệm vậy, nhưng mà tâm niệm gì đâu, không phải là niệm mình như vậy thực mình như vậy thì chính là tâm nghĩ toàn những chuyện gì khác, thì niệm vậy và cái tâm mười cái quyển thì cũng không đi tới đâu đâu. Thêm chút phước báo thật có thêm chút phước, nhưng mà không có bản sanh gì, nó cũng không có sự phát triển chắc chắn như vậy. Thành thử ra thường thường người ta niệm công tứ, ta phải đọc cái bài đó trước rồi người ta mới niệm, rồi xong đó rồi thì mới niệm bằng người gì niệm, cho đến cái khi mà không còn thấy mình niệm, chứ là niệm như vô niệm, cố biết là chân niệm, niệm mà không thấy mình niệm thì đó mới đi tới cái chỗ chân niệm, tức là niệm một cái chân chánh, nó đi vào ở nơi cái chân tâm, cái Phật tánh của mình. Thành thử ra nội niệm cũng dĩ nhiên là niệm Đức Phật như ra, rồi niệm cho đến khi nào mà nó triệt ngộ được, nó triệt ngộ được chính cái Di Đà, Nam Mô Di Đà, A Di Đà là nó trong mình sẵn có. Niệm cho đến nỗi kêu là cho thực hiện cho được cái tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, tức là cái tánh mình bây giờ cái tánh Di Đà hiển lộ ra, cái tâm của mình bây giờ nó thanh tịnh hết rồi, kêu là Di Tâm Tịnh Độ thì mình ở chỗ nào cũng là kêu là tịnh độ hết. Ở chắc này đó là thầy nói thêm cái đó để quý vị thấy về cái công dụng của cái quyển sổ Phật tứ. Nếu mà quý vị thấy có phải là mình cảm để là cái thánh duyên tu trì chứ không có cái thánh duyên quên như giải đãi lắm thì đổi được cái thôi, mỗi người là một cái thánh duyên nữa, hoặc là hiện đổi được nó buồn ngủ nó gục với sở chủ cho mình nào cũng như hết thật phải hết thôi. Nếu mà mình niệm mà mình ghi vô cái điểm son vô đó mà rồi để số chữ nó rớt là làm sao ghi vô đó nó mạnh được theo, là phải giữ cái nắp ruột, cái thắt duyên cho mình đó, nó dễ thấu đó, nó dễ tỏ thành ra cái gì đó là cái ý nghĩa. Mình phải mong sao cho tất cả quý vị gắn, nếu mà quý vị nào tóm lại là tuy là Đức Phật nó để tới 84,000 pháp môn nữa, nhưng mà hai cái pháp môn chính yếu mà bây giờ trên thế giới người ta đều phải Phật tử xuất gia tại gia người ta phải theo, tức là thiền đương nhiên là đó là cái pháp môn chính yếu hơn ai có cả, nhưng mà đối với cái thời tượng pháp, nửa cái thời tượng pháp với cái thời mạt pháp này, tôi thiền khó
con cái của anh liền là để cho những cái bậc thượng khác được trước. Chứ còn trung căn trung trí hạ căn hạ trí tu đỡ hô thiền vô định hết rồi vượt luân vượt xuống nó đâu đi tới đâu nữa. Chắc chắn. Do đó cho nên người ta mới phải thiết lập bàn Phật tinh vi coi như đèn đuốc sáng cho anh, nghĩa là trang nghiêm thanh tịnh đến khi đỡ cho vạn linh đến tới trước mặt Phật để cho cái tâm mình sáng lên, cái tâm mình nó cũng coi như là nó đường đường chính chính như là tượng Phật màu đó vậy. Đó là chưa trị nổi những cái sức nghiệp trong con người mình, huống chi là cái sức máy mà chỉ vô đã ngồi như thế này để mà tiến tán thành Phật. Bây giờ cái nghiệp của chúng sanh trong cái đời nặng lắm, quý vị nhớ. Bây giờ quý vị cứ ngồi ra thử để mà, bởi vì ở ngoài nó không nghĩ gì hết, bữa nó nghĩ gì nó thành nghĩ vậy, nó biểu nghĩ gì vậy, ở nghĩ đi, thì nói với nó vậy đó. Học vô mới vừa ngồi cái xếp bàn với ông quyết già để thôi là bắt đầu nghĩ, nó nghĩ lung tung về hết. Chuyện 35 năm về ở bên Việt Nam, bây giờ nó bắt đầu nó nghĩ nguyên hình rồi. Hồi trước cho mình tạo cái nghiệp gì, ví dụ như, nó xin lỗi, ví dụ như em bố mình mạng, ví dụ. Trong lúc đó nó cũng xem ra nó nghĩ ra khỏi cho nó, chuyện nó không nổi. Ngược lại, còn nếu người nào mà không có bị cái bệnh tán loạn đó, tự tử cái bệnh không trầm. Không trầm có nghĩa là mới vừa ngồi, chưa đầy 5 phút nữa, là bắt đầu ngủ rồi, ngủ. Cũng không phải là có nhiều người ngáy nữa, không phải là có nhiều người nữa là ngồi trong tiền đường đó đó, mà mới ngồi sau người ta đi tuần tiền người ta đọc đó, mới trở lại còn thấy ảnh ngủ, cái đó tôi là cái bệnh hôn trầm đó, khó lắm. Rồi còn á, nói tới cái pháp môn niệm Phật, tôi là đồ khắp cả ba cái. Hạ căn, trung căn, thượng căn, tức là trình độ cao, trình độ trung bình, trình độ thấp, trình độ được hết. Nếu nói về trình độ cao thì phải nói tới kêu là chân lý trình độ tự tánh như đại của ta cũng. Còn nếu như những cái bậc trung thì nói về coi là niệm Phật, tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. Còn nói về hạ căn hạ trí, niệm Phật tức là quân đặt cái con niệm Phật vào cái trong tâm. Rồi coi như là ai đặt được. Dạ, kẻ thế lớn nữa, người thông minh, kẻ ngu si gì đều là thực hành được hết rồi. Còn tu thiền phải là thượng căn thượng, phải sáng suốt. Giống cũng như là sáng suốt mà mạnh mẽ mà hùng dũng, giống cũng như là tướng ra. Nếu không khéo là chắc chắn là người ta tu giống cũng như là chiến sĩ đánh giặc gì đánh giặc tiền não. Còn tu tịnh độ cũng đánh giặc tiền não nhưng mà đánh chuyện khéo tu phước tu khéo. Và thí dụ thầy nói cái ví dụ để quý vị thấy về người tu thiền giống cũng như là biết một lâu nay nghĩa là mình chứa tất cả những cái tiền não trọng trượt, những cái mấy cái nó cứ phá luôn ở trong gia can sự nghiệp của mình biết em. Bây giờ nếu mà nói tu thiền nó cũng như đó là chỉ mặt tôi lâu nay tôi chưa các em mà biết thì tôi không giờ tôi biết thì các em ở chỉ là phá hại trong nhà cửa tôi cũng không nhận, để tôi bây giờ 1, 2, 3, 4 là các em đang đi, không có đi là chúng tôi còn được quyền cảnh sát rồi, dân dân là dân dân. Nghĩa là phải có cái thế lực như vậy đó thì họa may mới có thể nói là chuyển được cái dạng tiền não của mình, mới đủ nó đi rồi. Còn nếu mà mình không có một cái sức mạnh, không có một cái trí cao cường ấy, thì tự nhiên là nó phải phá lại trang trần. Nó phá lại trang trần hơn là cái lúc bình thường khác nữa. Còn đó là nói về thí dụ, để mà quý vị yêu còn tu thì tịnh độ cũng vậy, cũng màu lá đơn, nhưng mà bằng một cách coi như là không thể ra lệnh chỉ 1, 2, 4 nó đi, không đi là không được. Còn cái này mình nói hai lâu nay các sư vị ở bên này chúng tôi giờ chúng tôi thấy công việc nó không có bớt, là
con về với vị tìm nơi cái khác làm ăn, tôi còn ít tiền để cho quý vị làm vũ khí, hiểu không? Tới nhớ cái đấy, anh nghĩ ổn, không có cái chuyện gì hết rồi á. Thầy nói hai cái ví dụ để quý vị hiểu vậy chứ. Mà sự thật mà nói là tôi thiền mà chánh gốc nó là trong ban đầu, nhưng mà cái thần nửa cái thần tượng pháp, tức là 1000 năm, nghĩa là 500 năm của cái thời tượng pháp về sau á, với lại cái thần tượng pháp. Tuy nhiên như vậy đó, nhưng mà đối với thầy, thầy luôn luôn là thầy chú trương, thầy chú trương thiền tự sống không, chứ thầy là người chú trương, chứ thầy không có chú trương thiền không hay là thần không. Bởi vì thầy thấy, bởi vì nhiều khi tu tỉnh á, nó có những cái mà chẳng hạn như là quý vị ngồi sẽ đúng theo cái chủ thiền, mà quý vị cũng có thiền, quý vị phải niệm Phật. Ví dụ như những năm nay như vậy, đó còn gọi là niệm Phật tám buổi, nhiều nữa phải mà kêu tám buổi là thiền. Về nhà về cho nên thầy chủ trương là phải trì tụng sáu buổi để cho cái con đường đi tới nó chưa là nó tới nơi ở chốn, cũng như ở trên một chiếc thuyền mà đủ người chèo chống, đủ người lái thì nó tới nơi mà nó tới chính xác. Thì cái phương pháp mà tu niệm Phật tu về tịnh độ á, giống cũng như cái người chèo chống chèo có sức, rồi còn cái gì tu thiền giống cũng như là cái người mà tập lái, như là cho đi thẳng tới bờ giác đúng mức, thế là phải thành. Chứ còn ngồi cục to lắm, bây giờ chỉ có ngồi cầm lái không, không cầm này, còn không ai chèo với lái gì cầm lái. Bây giờ mình cứ lo mà chèo mà chống không mà không có, không có cái tay lái, không có cái người cầm lái cũng không được. Nói cho mình tuy nhiên là còn các cái pháp môn tu khác vẫn là được kết quả tốt, nhưng mà với một cái thời kỳ bản pháp này nó cũng không phải là, cũng phải là dễ dàng đâu. Cho nên thời kỳ bản pháp này là chỉ có cái pháp môn tịnh độ, rồi cuối cùng là nó chỉ còn có cái câu kêu là Nam Mô A Di Đà Phật. Rốt cuộc rồi thì chỉ còn bốn chữ A Di Đà Phật thôi, nó sẽ trở lại cái thời kỳ là thường bị nguyên hiện, bởi vì nó thành thế giới thành, thế giới trụ, thế giới lợi, thế giới thành, rồi nó trở lại, nó sẽ tùng buồn, tìm được tùng buồn cho như vật thủy đó. Đó thì bây giờ đây là 8 giờ rưỡi rồi, hầu giảng đó là 6 rưỡi phải không? Là phải kết thúc. Thì trước khi kết thúc thì thầy chỉ có một câu lời để tuyên quý vị là lo thành tư kiến, nhập được Phật Pháp cũng rất là dễ, là quen Phật. Lãng ngôn lành và không phải nên bị đánh gắn đi. Thì xứng đáng con Phật là con một đấng giác ngộ hoàn toàn. Thì bây giờ con phải giống cha chứ, thấy không? Cha mình giác ngộ cả 10 phần mà mình không có phần nào hết thì ta gọi là sinh Phật tử được. Thì tử đâu phải là con đâu, mà tử đó là trệt. Thì mình phải gắn. Và luôn luôn đó là quý vị nên nhớ là tinh tiến luôn luôn. Chứ còn cái cõi đời này quý vị biết không? Vô thường. Cái gì nó cũng vô thường. Nhân mạng vô thường, trọng tâm vô thường và cảnh vô thường. Cho nên chư tổ năm tiên mình có cái câu kêu là vô thường mau lẹ sớm hồi đầu. Thân người tuy có chẳng bền lâu, mai lo danh lợi chiều nhắm mắt. Há mau niệm Phật kẻo lạc đầu, xuyên nhau kinh khuyên nhau kinh tấn tiền lễ đó. Sống tu kẻo chết biết về đâu, ngày đêm gắn nhớ câu niệm Phật, nguyện về cõi Phật khỏi đoạn sinh. Bây giờ mình hướng về như thế.